hai anh em tốt nhỉ. Hai anh bật cho em một cái bóng điện đi. Là có váy nhá. Hey yo. Lại ủng hộ chị là xinh ái. Trong Tết được sắp tặng cái ba lô xinh xinh. Thank you so nhiều nha. Cái ba lô đấy quá xinh đúng không ấy chị? Mình nhận được hàng rồi. Hàng nhà này không bao giờ là mình thất vọng. Trời ơi. Cả đấy chị người Ngân Hiền nè. Nào chị nào vào rồi cho em xin một nút chấm nha. Cả đấy chị Trinh Phạm ở đây rồi. Hello chị Vân. Hôm nay là chuyển về đây nên là sẽ là rất rất nhiều mẫu nha các chị ơi. Tí nữa em có lên váy đấy. Cái này thôi bảo nó nhỏ miệng thôi. Cho em cái ba lô đi. Cho em cái ba lô đấy tặng chị nào hôm nay có lượt chia sẻ nhiều đi. Nhỏ miệng đâu bạn ơi. Túi đấy thì em có đặt hàng rồi ý. Nó báo một tháng nữa mới có hàng. Nên là đâm ra là cái đấy thì các chị phải đợi nhá. Đây cái túi này có nghĩa là hôm đấy là hôm cuối năm ấy. Hôm cuối năm là nhà em có tặng dư cái này cho một chị khách. Tức là gửi cho chị ấy hai cái, chị ấy gửi về cho em một cái. Và hôm nay chị nào có lời chia sẻ nhiều nhất thì là sẽ được tặng luôn cái ba lô này. Ba lô này thì thực sự là cái giá trị của nó không lớn. Thì chắc rơi động vào tầm 300-400. Nếu cái ba lô này các chị mua ở ngoài thì 300-400. Nhưng mà hôm nay em lại tặng luôn nhá, cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất. Chị vừa nhận được hàng rồi xong, rất là đẹp, em cảm ơn chị yêu nha. Nên là các chị ơi, cố gắng là chia sẻ live stream để hôm nay mình nhận được cái ba lô này. Thì em bảo rồi, cái này nó cũng không giá trị nhiều. Đối với nhiều chị nó không giá trị nhiều, độ tầm 300-400 thôi. À thế chị Trang Lê ơi, thế chị có thể inbox tin nhắn nhá, hoặc chị đặt giúp em đơn mới, em sẽ gửi ba lô cho chị. Tại vì hôm trước là dư một chiếc ba lô ấy, được chưa các chị ơi? Đây, quà các chị đây. Chị nào hôm nay có lời chia sẻ nhiều nhất nhá, trong đây nó đầy đủ hết cho em, được chưa? M13 tay dài là gửi cho chị ngắn tay thôi, chết rồi, để em bảo các bạn phân lại nhá. Nếu mà chị không thích ngắn tay thì chị đổi em đổi với chị sang cái khác, đẹp chưa? Có cả hai dây này, được chưa? Hai dây kèm cho các chị như thế này, được chưa các chị? Rồi lại còn dây cả đeo ba lô để các chị đeo chéo, nói chung là rất là xịn sò. Và sáng mai bên sẽ công bố nha các chị ơi. Ok chưa mọi người? Cái này là ba lô đấy, vừa là túi sách vừa là ba lô để ok nhá. Rồi chị nào vào giờ cho em xin một nút chia sẻ live stream mọi người nhá. Cái đấy em không bán, hàng đấy thì em không bán, bỏ vào cái túi bóng ấy, bỏ cho các bạn. Ở dạ, và bây giờ sẽ là lên quà của chị ngày hôm nay luôn nha mọi người ơi. Hôm nay cực kỳ là nhiều quà và giá cực kỳ là rẻ, được chưa? Em chia sẻ rồi quá họ không cho nữa, đổi tại chị đi rồi. Cái này thì bây giờ em có một ít này. Cái này mở màu với chị em, nhấp cái ghế đây cho các cuốn cho chị cái đeo. Máy sấy tóc. Đây, bộ em đang mặc đây. Rất là đẹp luôn nha, bao gồm cả quần và bao gồm cả áo. Được ra áo tí nữa sẽ có lên nữa chị, quần tí nữa cũng lên cho mọi người luôn. Và các chị ơi, bây giờ thì là cái này hoàn về đấy. Hôm nay em mới nhận thêm đơn hoàn. Con này còn ít nhá, con kaki này còn ít, được chưa? Và sẽ luôn, và em cái này em sẽ tặng luôn cho mọi người luôn. Chắc rất là đẹp, xịn sò từng ly, từng tí như thế này cho em, được chưa? Và cái này kèm cho em thêm một cái mũ lông. Con này thì em có màu, nhưng mà cái này mình sẽ là không chốt màu cho em, được chưa các chị ơi? Và các chị sẽ lên luôn cho em mã này, sẽ là, được chưa? Mã này các chị sẽ lên cho em, mã này là sẽ là xả 1 cho em, à xả 19k đi. Xả 19k và kèm số điện thoại cho em nhá. Thiếu hàng, thiếu những mã gì thì bên em sẽ đền cho các chị mã đấy, được chưa? Hoặc là lúc các bạn chốt, các bạn đóng hàng ấy, các bạn còn gọi lại cho khách hàng nhưng mà các chị không nghe máy được, bên em có sửa code hay như thế nào, nếu như mà thiếu hàng thì bên em sẽ làm trả lại tiền, được chưa? Trừ vào đơn sau cho các chị, được chưa các chị ơi? Và mình sẽ comment cho em mã này là xả 19 nhá. Cái này là full túi zip xịn đầy đủ cho em, cho chị một cái trong túi đi, xịn xò vô cùng, được chưa? Và bán tặng cho các chị luôn là 19.000. Hôm nay tất cả các mặt hàng các chị đều mua giá cực kỳ là rẻ luôn. Và nó sẽ nằm trong cái túi như thế này cho em nhá, kèm mũ lông, về các chị lắp lông vào cho em. Chất của nó rất là xịn xò,
Bên trong của nó là lót lông cừu cho em, được chưa ạ? Và bán tặng cho chị luôn là 19.000. Comment đúng mã cho em sẽ là xả 19 và kèm số cho em nhá. Trời ơi, các chị nhìn ở bên trong cho em này, quá đẹp. Bên trong cho em nhá, chất nuốt nuốt như thế này luôn, xịn chưa? Được chưa ạ? Con này em để độ tầm 5-6 tháng thì đến mùa đông em bán là 300-400. Nhưng bây giờ em kỷ niệm nốt cho các chị là 19.000 cho em nhá, bên trong này. Và lưu ý chị nào không chia sẻ livestream là không có đơn. Q70 thì em sẽ lên cho các chị luôn, bên trong cho em nhá. Lót xịn sò cho em như thế này. Bảo ấy là chị trước cái quần Nara đi. Ngoài kia có vứt mẫu đấy, là chị trước đi. Comment đúng mã cho em là có đơn các chị nhá. Và tí nữa em có cả lên cả áo nắng ấy. Tí nữa có cả áo nắng cho mọi người. Và lưu ý cho em là chị nào không chia sẻ là không có đơn nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là xả 19 này. Cái này có cả màu đen nha các chị ơi. Đấy, có cả màu đen cho các chị như thế này. Nhưng mà em bán tặng nữa cho các chị là 19.000, được chưa ạ? Comment đúng mã cho em là có đơn ạ. Điêu à? Thế thì em không biết chị Trường Nguyễn điêu ở chỗ đâu. Em điêu ở chỗ đâu chị? Thì ngày mai chị nào được gọi cái đấy thì có biết điêu hay không nhá. Ok chưa? Comment đúng mã cho em là được cho chị cái ba lô đi. Cái ba lô này là quà các chị ngày hôm nay, được chưa ạ? Chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất là sẽ được tặng luôn một cái ba lô cho em. Cái này chỉ có đúng một chị được thôi. Cái này chỉ có đúng một chị được nhé mọi người ơi. Mà nếu mà các chị cảm thấy em điêu ấy thì mình đừng comment nhá. Điêu thì đừng, mình đừng có mua. Em có bắt các chị mua đâu, đúng không ạ? Được chưa các chị? Các chị nhá, nhìn cho em này. Cái này thì là quà thôi nên là em sẽ không bán. Được chưa các chị ơi? Quà dành cho chị nào có lời chia sẻ nhiều nhất là kèm theo cả cái quả lông nhìn chất chơi chưa? Rất rất là xịn xò cho em. Ba lô này em bán cho các chị chưa đến 270 đâu. Nếu mà em lấy về em bán thì chưa đến 270. Còn nếu mà các chị ra shop mua chắc chắn là hơn 300. Ba lô này có rất là nhiều ngăn nhá, hai ô đựng liền, được chưa? Comment đúng cho em là được. Và quà các chị ngày hôm nay sẽ là cái ba lô này nhá. Các chị nhớ quà nhá, được chưa? Nhớ dinh em này về, đẹp lắm. Xịn, cái màu da nó rất là tây luôn. Rồi, lên tiếp cho chị cái quần ở ngoài đi. Cái quần LV ấy, đây đây đây. Đấy, đó cái quần có chữ LV trên màu vàng. Cái túi màu vàng mà, đó. Đem đem cả quần vào đấy cho chị. Cho chị cái ghế xoay vào đây, cái ghế ghế xoay. Em không biết là điêu ở chỗ đâu, em có làm gì đó chị đâu mà điêu. Rồi, cái này mình nhá. Còn nếu mà các chị lướt mà không thích chị em thì mình có thể lách đi, ok chưa? Rồi cái này lên luôn cho em nhá. Cái ba lô đấy thì em sẽ không bán, áo em mặc có bán luôn. Và cái quần này này, em còn rất là ít, cho chị cái LV bay nghiêm túc đi. Rồi, mã này mình sẽ comment cho em, mã này sẽ là quần quần legging cho em nhá. Mã này các chị sẽ lên cho em, mã này là quần legging, được chưa? Và em sẽ bán tặng các chị luôn, quần em không về nữa đâu. Chị nào mà chốt được thì mình sẽ sướng. Với giá là 69.000 một quần. Comment đúng mã cho em sẽ là quần legging và kèm size giúp em. Có size S, size S, size M và size L. Nói chung cái này có ít. Đây là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn cho em nhá. Và giá cho các chị luôn là bao nhiêu nhỉ? 69.000 cho em nhá. 69.000. Nếu mà các chị thích thì ngày mai sẽ về ba lô, còn hôm nay là không có. Cái ba lô đấy là tặng cho khách hàng trước Tết, nó bị có nghĩa là bị một khách gửi về, một khách em tặng những hai cái nên chị ấy gửi về, được chưa? Comment đúng mã cho em, mã này cho em sẽ là quần legging. Các này các chị biết rồi đúng không? Hơn trăm. Full hộp như này cho em và em bán tặng các chị luôn là 69.000. Cái này mình sẽ kèm size. Em có đầy đủ hết tất cả các size là từ size S đến size L. Chị nào lấy size nào mình chốt size đấy dùm em nhá. 69.000 đồng, được chưa? Qua mã luôn. Con này em có ít, số lượng không có nhiều. Comment đúng mã cho em sẽ là quần legging và kèm size. Lưu ý cho em là phải có số điện thoại các chị nha. Không có số là nhà em không chốt đơn rồi đâu. Trời ơi, cho chị bớt một cái ghế. Cho cái ghế này nè. Comment đúng mã cho em sẽ là quần legging. Nếu mà không xinh, chất không đẹp thì các chị cứ gửi hàng về cho em, không vấn đề gì hết. Ok cho mọi người. Trời ơi, nhìn cái chất cho em này. Trời ơi, 69.000 đồng cho em một quần. Chất nó sướng, sò nó mịn, nó mát. Nói chung là đẳng cấp luôn, được chưa? Quần này mặc hè quá mát luôn chị ơi. Quá mát, không phải là mát nữa mà là quá mát. Rồi con áo này đi. Ở chỗ những cái mã đầu line ấy là em còn số lượng rất là ít. Em xả cho các chị giá rẻ. Thứ nhất là vừa tương tác với khách, thứ hai là cho nó gọn. Những cái mẫu mà nó lẻ quá
không lên mã được thì em sẽ sale nó cho nó gọn, được chưa các chị? Nên là mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ livestream nhá. Năm mới thì bên em có cập nhật cái phần mềm mới ấy, nên là các chị sẽ cho em xin lại địa chỉ một lần, ok chưa mọi người? Và cái áo này này, nó không có nhiều, coi như là vừa bán vừa tương tác với khách hàng, được chưa? Và mã này các chị sẽ lên cho em, mã này sẽ là quà 10. Quà 10 và kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi, được chưa? Áo đây em sẽ bán tặng các chị luôn là 49.000, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là quà 10 cho em nhá, 49k. Hàng này không có nhiều, nó chỉ có rất là ít, coi như là bán giá rẻ đi để mà tương tác với khách nhá. Comment đúng mã cho em mã này sẽ là quà 10. Thế cái nơ áo không kìa? Và bán tặng nó cho các chị là 49.000 cho em, dáng baby doll rất là đẹp như thế này, được chưa? Xịn sò nha các chị ơi. Comment đúng mã cho em sẽ là quà 10. Cái này khoảng độ khách hàng dưới 60k là mình chốt đơn cho em nhá, 49.000 đồng cho em. Cái quần Rara cho chị đi em. Đây, cho chị cái quần Rara. Đưa cả túi chị. Có mẫu ở ngoài chưa? Mình nhớ chưa? Đó. Lên cái quần này là chị nào hôm trước mua nhà em này đều muốn mua thêm một lần nữa, và đều muốn chốt thêm một lần nữa cái quần này cho em, được chưa các chị ơi? Quần này thì hình như em hết size L. Quần này em chỉ còn size S, size M, size L còn rất là ít, được chưa? Một cái mã quần legging mà nó xịn, chất umi, dáng thể thao và có chili ở bao gấu. Mã quần này các chị sẽ lên cho em là sẽ là Q70. Q70 và kèm số điện thoại cho em là có đơn các chị nhá, Q70. Em sẽ có size S, size M, size S, size M và size L. Size S là các chị khoảng độ cho em là 54 cân, size M là 56, 57, và size L là thậm chí khách hàng dưới 60 cân vẫn ok cho em. Và em sẽ bán tặng cho các chị quần này, nói chung là bán đầu line thì bán rẻ cực kỳ luôn, 59.000 một quần cho em nhá, chất umi. Mặc cái quần này thời tiết như thế này này quá là phê đấy chị ơi, nhìn cái hàng cho em này, hàng này hàng xuất dư nhá. Và em bán tặng các chị là 59.000, được chưa? 90. Comment đúng mã cho em sẽ là Q70 và kèm size giúp em. Trời ơi, các chị thấy chưa? Và giá cho các chị luôn là 59.000, được chưa? Chị cầm tú cầu ơi, bên em có tin nhắn của chị rồi, sáng mai bên em check sớm. Tại vì hôm qua nhà em là chuyển nhá mọi người, chuyển kho chuyển về đây cho nó gần ấy, nên là đâm ra là không check được, nên là mọi người thông cảm nhá. Chị mới nhận được Q60 và Q61, lần đầu tiên mua hàng của chị mà ưng quá, quần chất đẹp nghiện luôn, ủng hộ nhiều nhiều, em cảm ơn tình yêu nhá. Và mình sẽ comment cho em quần này sẽ là Q70 cho em. Có size S, size M và size L, có size các chị là 70 cân vẫn ok đấy. 60 cân đi, 60 cân vẫn ok cho em, được chưa? Anh ơi làm cái áo em trước đi. Comment đúng mã cho em sẽ là Q70. Và kèm size cho em nhá. Ờ dạ, comment đúng cú pháp cho em sẽ là Q70 cho em. Và giá cho các chị luôn là 59.000 nhá. Udi trắng em vẫn đang còn, tí nữa em sẽ lên cho các chị luôn. Cái này có size giúp em nhỉ, hàng túi này, hàng túi zip xịt sò con bò như thế này mà bán có 59.000 đồng các chị, 59.000 một quần nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là Q70 và kèm size, kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Hàng nó đẹp như thế này các chị ơi, chất này, không để chê, hàng xuất dư của nó là như thế này cho em nhá, 59.000 một quần. Mặc bao mùa, 4 mùa, xuân hạ thu đông mùa nào cũng được, 59.000 nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là Q70 ạ. Lưu ý là khách hàng phải lên đúng mã nha, không có mã thì sẽ không chốt đơn ở đâu ạ. Và lên áo em mặc luôn, trời ơi, áo em mặc là từ 40 cân đến 65 cân, với chị chốt đơn đi chơi đi làm đều ok, và cái mẫu này đang là màu mới luôn, được chưa? A186. Áo em mặc các chị sẽ lên cho em là sẽ là A186. Nếu như không phải hàng xịn, hàng cao cấp thì trả lại hàng luôn cho em, được chưa? A186 màu đỏ đúng không? Đây là màu nâu. Đây là màu nâu cho em này. Tông này các chị sẽ chốt cho em là màu hồng đi. Màu hồng, màu xanh và màu đỏ. Được chưa? Đúng không? Comment áo em mặc sẽ là A186. Nếu như mà không đẹp á thì các chị cứ trả lại hàng luôn cho đỏ. Em. Đây là màu màu nâu. Xanh. Cam. Đây là màu cam, màu xanh, màu đỏ. A186 cho em, dồn đơn với lúc chiều thì ok các chị ơi, màu rất là tây. Và nó rất là đẹp cho em nhá. Hàng cao cấp 100. Bao nhiêu nhờ? 115.000. Có 115.000 thôi. 115.000 cho em nha các chị ơi. Comment đúng mã cho em sẽ là A186. Cho chị xin cái túi của nó đi. Chuẩn hàng của nó là 1985 nha các chị nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là A186 cho em là có đơn các chị ơi. Hàng của nó này, mỗi một cái ấy,
là nó chuẩn xịn như thế này cho em, từ cái bao bì đến từ cái túi bóng hay là từ bất kể từ cái chi tiết nào luôn mà giá có 115k, được chưa? Comment đúng mã này cho em sẽ là A186. Em đang mặc là màu nâu này. Ở chị sẽ đâu cho em màu này là màu cam nhá. Màu này là màu xanh, màu này là màu đỏ cho em và giá là 115.000. Comment đúng mã cho em sẽ là A186 và kèm số điện thoại cho em. 115k nhá. Chất cực kỳ. Em ghi màu đi. Chị đọc màu nào em ghi màu đấy, ghi chữ to lên, ghi chưa? Comment đúng cú pháp cho em là có đơn với chị nhá. Rất là xinh. Rất là xinh và rất là đẹp luôn. Màu nào tây, được chưa? Chị nào thích màu nào mình cứ chốt cho em màu đấy. Cái vải này nó mặc nó mềm á, nó mát, nó dễ chịu cực kỳ, nó không có bị nhăn mà các chị quay máy giặt vô tư. Riêng những cái dòng này thì quay máy giặt vô tư cho em nhá. Tắt hàng dã man luôn. 115.000 ạ. Cứ comment đúng mã cho em sẽ là A186. Em sẽ đọc lại màu để các chị chốt nha. Màu em mà các chị sẽ chốt cho em màu này là màu nâu này. Màu này mình chốt cho em là màu cam, được chưa các chị? Màu này mình chốt cho em là màu xanh này, cái họa tiết xanh này. Màu này mình chốt cho em sẽ là màu đỏ đi, được chưa? Cứ từ 40 cân đến 65 cân là các chị chốt đơn. Cứ comment đúng mã cho em sẽ là A186. Và hàng của nó xịn sò đến cái mức không phải móc đây. Móc đi. Hàng của nó xịn đến mức như thế này. Trời ơi, Melly. Và sẽ lên quần của em nha. Quần của em là Q86 ấy. Quần của em sẽ có size S, size M và size L. Size S là các chị dưới 50, 51. Size M là các chị dưới 53, 54. Và size L là các chị khoảng độ 55, 56. Quần này là hàng Quảng Châu cao cấp nhé. Comment đúng mã quần cho em sẽ là Q86. Và giá nó các chị luôn là 129.000 một quần. Quần này đẹp, chất co giãn cho em nhé. 129.000 Q86 á. Chị nào lấy quần này mình muốn lên đúng cú pháp cho em là Q86 nhé. 129.000 một quần. Bao mê ly hoặc đỡ chị này. Cái chất quần nó phải như thế này, được chưa? 129.000 Q86. Chị nào lấy Q86 mình cứ lên đúng cú pháp cho em. Em phải để lại một cái này em mặc, tại vì mùa nào em cũng mặc cái quần ngố này. Chất co giãn cực kỳ cho em như thế này, được chưa? Bao hàng Quảng Châu luôn. Tình yêu nào mình lấy con này mình lên đúng mã cho em sẽ là Q86 và kèm size S, size M và size L. S, M, L cho em nhé. 129.000. Comment đúng cú pháp cho em là có đơn nha các chị ơi. À cái này chỉ có SM thôi. Em xin lỗi nha mọi người ơi. Quần này em chỉ có SM đi. Size S là các chị dưới 53 và size L là mình dưới 55, 56 cân cho em vẫn ok. S và M. Cái này có hai size S và size M cho em nhá. Và giá đó các chị là 129.000. Comment đúng mã cho em là có đơn. Cái quần này không có size L đúng không? Chỉ có S và M đúng không? Có size L không? Các chị cứ lên mã cho em đi, còn size ngày mai thì size ngày mai em sẽ bảo các bạn nhé. 129.000. 6101 đúng không? Ờ. 6101 ờ. Có cả size L. Size S, size M và size L cho em hên thế. S là các chị cứ dưới 50 51, em mặc S này, size M mình dưới 54 và size L mình dưới khoảng độ 56 coi là mình chốt đơn cho em nhé. Và giá cho các chị là 129.000. 129.000 một quần cho em. Quần này chắc hết sạch luôn rồi. Mã này sẽ là Q86. Chị nào lấy cái này mình sẽ lên chốt cho em là Q86 nhá. Áo sọc em mặc là 115.000, mã A186. Và quần này các chị sẽ lên cho em là sẽ là Q86, đẹp chưa? 129.000 một quần. Mặc bao vali luôn. Không đấy là hối hận các chị nhá. À này, hàng Quảng Châu thì nó hơi đắt. Tí nữa em sẽ lên cái hàng Việt cho các chị. Hàng xuất khẩu đấy. Ở trung hàng mà nó hay bán ở trong trung tâm thương mại các thứ thì em sẽ lên dòng đấy rẻ hơn. Dòng đấy thì rẻ hơn so với những dòng này, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q86 nhé. Chị nào lấy size nào mình cứ lên đúng cú pháp xem là có đơn. Cho chị kéo M17 đi. À kéo cái sơ mi đấy. Có mã chưa? Chưa. Cái quần này bao tiền? 72. Q86 cho em là có đơn nhé. À lên áo nắng đi cũng được. Bóc cho chị áo nắng, màu áo nắng đi. Lên nào nắng cho các tình yêu nha các chị ơi. Có tí nữa em sẽ lên sóc bò nha. Tí có lên sóc bò cho các chị luôn, được chưa? Quần này size 60 cân thì không vừa rồi các chị ơi. Ừ, lên nào nắng cho em. Hàng áo nắng này á, em lại phải bán trước. Bán trước khi mà người ta bán. Tại vì bây giờ người ta làm nhái nhiều lắm. Bây giờ nó có nhiều chất, nhiều kiểu khác nhau. Hàng em từ cái mác nó đã xịn sò rồi các chị nha. Áo này từ cái mác đã gọi là xịn sò. Hàng này thì có rất nhiều loại giá và rất nhiều loại chất, được chưa các chị ơi? Nó có cực kỳ nhiều chất ở trên thị trường. Nhưng mà em phải bán trước đi.
để mà khi nào các chị nhận được hàng, các chị biết là cái hàng của cái nó chất nó như thế nào và nó form của nó như thế nào xem, được chưa? Các chị ơi nha, tụi em sẽ không bán. Ôi, chết rồi. Đụng vô cái kéo nó bị hư, cho chị kéo khác ở đây. Cho chị size L nhá. Tụi đấy em không có bán á. Tụi đấy vậy là một tháng nữa nó về thì mới lên được cái đấy cho các chị. Áo này phải bán trước đi này, để khi nào nó có về hàng loại 2 thì các chị biết hàng loại 2 nó như thế nào. Áo nắng này các chị sẽ lên cho em mã là N3 nhá. N3. Chị nào lấy áo nắng mình sẽ comment là N3 cho em, áo này là thông hơi. Nói chung là cứ đến cái mùa nắng, mùa hè thì bên em sẽ là bán áo nắng cho các chị luôn, được chưa? Chị nào lấy áo nắng mình sẽ comment cho em sẽ là N3, áo nắng thông hơi nhá. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Áo nắng này em sẽ có size M. Size M, size L, size XL và size MLXL, MLXL, được chưa? Và sẽ có rất là nhiều màu cho em. Áo nắng này có rất là nhiều màu ấy chị ơi. Thứ nhất là mặc nó mát. Bây giờ các chị đi, ví dụ như là đi ban đêm nó vẫn đang còn se se lạnh này. Ban ngày thì nó nắng này, các chị mặc cho em con này ok luôn, được chưa? Áo nắng này mình sẽ comment cho em là N3. N3 và kèm size giúp em. Ví dụ như em thích mặc rộng, em sẽ mặc size L. Size M là các chị dưới 51 cân. Size L là mình giữ khoảng độ cho em là 55 cân. Và size XL là thậm chí các chị 60 cân cho em vẫn ok, được chưa? Áo nắng mình sẽ comment cho em sẽ là N3. Móc có màu đi em. N3 cho em có màu hồng này, có màu xanh dương, có màu tím than, có màu xám. Và mỗi một cái áo nó sẽ nằm trong một cái quận như thế này. Và giá cho các chị là 89.000. Áo gió thông hơi. Hàng này có loại rẻ lắm, có loại 69.000 cũng có, 79.000 cũng có. Nhưng mà em sẽ bán cho các chị cái loại mà tốt nhất nhá, 89.000 đồng. Comment đúng mã cho em sẽ là N3. Chị nào lấy N3 thì mình lên đúng màu cho em. Và giá cho các chị là 89.000, được chưa? Áo gió thông hơi nhá, nằm trong cái cuộn xịn sò luôn. Màu ghi cho em này, màu xanh dương, màu hồng và màu tím than. Cứ comment đúng mã cho em sẽ là N3 cho em nhá. Và giá cho các chị là 89.000 đồng cho em, đầy đủ size đấy. Chị nào lấy size nào mình cứ lên đúng cú pháp cho em là có đơn, được chưa? Mã này mình sẽ chốt cho em là N3. Và giá cho các chị là 89.000 đồng. Màu tím than của nó đây, được chưa? Size ở ngoài cho em này. Hàng này hàng của Uni nhá, chất xịn sò cực kỳ luôn, được chưa? Cứ lên đúng mã cho em sẽ là N3 cho em, 89.000. Hàng này thì rất nhiều nhà chào em rất là rẻ. Có nhà chỉ có bán ra chỉ có 79.000. Nhưng mà không lấy. Em lấy cái loại nào mà đẹp nhất, ok nhất cho các chị. Và đằng trong này, đằng trong nó phải có cái như thế này cho em nhá. Nó phải dập logo. Chứ còn hàng loại 2 là nó sẽ là không dập đâu. Hàng loại 2 thì nó không dập. Nó chỉ có trơn như thế này, giống như một kéo bình thường. Kéo này chị nào trong Sài Gòn nhà em á, đợt trước mua, năm trước mua rất là nhiều luôn. 89.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là N3. Kèm màu cho em là ok đó chị nhá. Màu xanh dương. Màu này mình chốt cho em là màu ghi. Móc cho chị cái màu tím than đi. Nói chung là màu nào cũng đẹp và màu nào cũng xinh hết. 89.000 đồng. Comment đúng mã cho em sẽ là N3 đó chị nha. Chị nào léo này thì mình cứ chốt cho em là N3 là ok. 89.000. Em sẽ mặc lại các màu và sẽ đọc lại size cho các chị để các chị chốt nhá. Chị nào lấy N3 thì mình cứ lên đúng mã cho em là N3 cho em. 89.000. Áo nắng thông hơi. À lấy với chị cái quần da ở trong này tắm. Này không có cho nam đâu. Cho nam thì em không về đâu. Cho nam thì là nó size nó to, rất là to. Và thứ hai thì size nam thì chắc các anh chỉ có mặc đúng mỗi màu đen. Màu đen với màu tím than đúng không? Chắc các anh chỉ mặc mỗi đen với tím than. Nên là có thể là đồ nam thì em cũng không biết là có về hay không. Còn bây giờ các chị cứ lên cho em này là N3 đi. 89.000 đồng một cái áo nắng. Trời ơi, năm trước là hơn 100 đó chị nha. Bây giờ cứ bán trước các chị đi. Cái này thứ nhất là mình chống nắng được. Buổi tối mình về mình mặc vẫn là rất là ok cho em. Có size cho em nhá. Size M, size L và size XL. Size M là các chị khoảng độ cho em là dưới 51 cân.
Nếu mà các chị nào mà thích mặc ôm, size L là mình dưới 54, 55 và size XL là thậm chí các chị 57 cân cho em vẫn ok, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là N3 cho em và kèm size. Và giá cho các chị luôn là 89.000 một cái áo nắng uni đẹp như thế này. Và hàng của nó là sẽ nằm trong cuộn nhá. Hàng uni đẹp cho em và giá chỉ có 89.000 đồng thôi. Comment đúng mã cho em sẽ là N3 các chị nha. Và kèm size giúp em là ok. Chị nào lấy N3 size nào mình cứ lên đúng mã cho em là được. Các chị miền Nam thì lấy con này rất là nhiều. Cho chị quần Thái ấy. Quần có size L không? Quần ngố hay quần gì chị? Cứ lên đúng mã cho em sẽ là N3 các chị nhá. N3 hỏi anh quần Thái là quần gì anh đưa mẫu cho. Và giá cho các chị luôn là 89.000 cho em. Em sẽ mặc sang màu khác nhé. Sẽ mặc sang màu xám cho các chị xem. Nói chung là màu nào cũng đẹp. Kèm size, kèm số cho em là có đơn nha. Em đang mặc size L đấy, em thích mặc rộng ấy. Tại vì cái này đến mùa rồi. Bán rất là chạy hàng những cái mã như thế này luôn. Đây này. Hàng của nó ở trong nó phải như thế này cho em nha. Có dập logo, dập size, hẳn hoi. Hàng loại 2 nữa sẽ không dập, được chưa? Hôm chị đặt 3 cái quần Q60, chị cho em xin lại số đi. Cho em xin lại số để bên em gọi nhá. Hôm nay là nó bị sót số ấy. Và mã này các chị cứ chốt cho em là N3 cho em màu ghi này. Thông hơi nhá, mặc nó rất là mát. 42 độ, 43 độ các chị vẫn chơi được quả này ấy. 89.000 cho em. Có nhiều chị trong miền Nam mua cả gọi là mua cả đủ màu luôn. Được chưa? Comment đúng mã cho em là có đơn nhá. 89.000 mã N3. Sai, cái này có cả hàng loại 2, em bảo rồi, hàng loại 2 là nó rất là mỏng, mặc nó rất là nóng và nó không có tính thông hơi. Chứ còn cái này thì các chị mặc yên tâm vô tư, về là thông hơi, hàng chuẩn thông hơi cho các chị luôn, được chưa? Lên đúng mã cho em sẽ là N3, quần da em không có bán nhé, bóc cái này cho chị màu đi. Lên đúng cú pháp cho em là N3 và kèm số cho em là được, em sẽ đọc lại màu nhé. Bảng màu của nó chuẩn là những cái màu như sau, màu xám cho em này, màu xanh dương, màu xanh than và một màu nữa là màu hồng, có 4 màu. Và giá rất là ok luôn, 89.000. Nếu mà các chị ra uni mua kéo này khoảng độ cho em ít nhất phải là 3-40.000. À không, ít nhất là 3-400. Ít nhất là phải 3-400 nhá, được chưa? Lên nhưng mà các chị cho số nhá, lên mã khuy lên em. Lên mã và kèm số á. Không có số là ngày mai bên không chốt đơn được đâu nhá. 89.000 đồng một áo. Cứ lên đúng mã cho là được. Từ cái dây treo ở bên trong này, bên ngoài này. Nói chung nó xịn từ bên ngoài đến bên trong. Hàng này có rất là nhiều giá lắm. Nhiều khách cứ bảo ui chị bán bên, chị thấy bên kia bán có 80.000, 70.000, chỗ nào cũng có giá. Nhưng mà mình mua được cái hàng chuẩn mà giá như thế này thì rất là hiếm nhá, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là N3. Giá ok. Đây cái này em bỏ gọn lên em. Bỏ gọn lên mai đỡ phải xếp lên. Và lên mã này cho em là quần Thái cho chị nhá, Q74. Có chị nào này là quần Thái nghe em chưa? Mặc có sướng không? Mặc có sướng, mặc có mát, mặc có mê ly cuộc đời không các chị ơi, được chưa? Quần Thái thì các chị sẽ lên cho em mã này sẽ là Q74. Quần này nha em chỉ có một size. Quần này từ 40 cân đến khoảng độ 65 cân là các chị chốt đơn. Và giá chỉ có 59.000 một cái quần Thái. Quần Thái này á thì cũng là sẽ có rất là nhiều loại. Các chị đi mua ở chỗ đâu mà được cái quần này mà giá 59.000. Em tặng thêm cho các chị quần nữa. Tại vì hôm qua live mà các chị chốt rất nhiều quần này. Chị nào hai cái, chị nào hai cái. Thứ nhất là mình mặc ở nhà nó vừa lịch sự đối với những chị nào mà sống chung với mẹ chồng các thứ đúng không? Lịch sự đi chợ búa, đi ở nhà, mặc đi ngủ, mặc đi chơi, mặc đi tập, mặc đi đâu, mặc vân vân tỉ vân vân việc mà vẫn ok luôn. Đối chạm, cái dạng này là quần ngố cho em nhá. Và giá cho các chị luôn là 59.000. Comment đúng mã cho em sẽ là Q74. Cho chị một cái quần này nguyên túi đi. Và cái này em chỉ có đúng một size, duy nhất một size thôi. 59.000. Rẻ quá rẻ. Cái này em không về quần dài đâu, được chưa? Chị nào mà chưa, bên em chưa gọi đến chốt đơn thì mình cho em xin lại số, cứ lên mã và sẽ comment là gọi là giúp chị và kèm số điện thoại là ok các chị nhá. Quần này các chị sẽ chốt cho em sẽ là Q, cho chị cái máy ở trên dưới, Q74 cho em, cái máy điện thoại ấy, Q74 cho em nhá. Và giá cho các chị là 59.000 cho em, rẻ cực kỳ luôn. Cái này thì có đúng một size các chị nhá, hàng quần Thái á. Cái quần này xỉ ra ở ngoài là 60.000 rồi. Có nhiều chợ đầu mối bán xỉ ra quần này là 60.000. Em lại bán cho các chị bằng giá xỉ là 59.000. Một chiếc quần như thế này. Quần này trên thị trường rất là nhiều loại, được chưa? Loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5. Loại nào cũng có, miễn là ví dụ như khách hàng cứ thấy nó nằm trong cái túi giấy như thế này là y là một loại không phải đâu. Chất này có loại mỏng hơn, có chất là nó mỏng, cực mỏng các chị. Các chị dơ lên lần thấy ngay mà.
Được chưa? Nhưng mà cái quần này chắc rất là dày, mà giá rất là ok, 59.000 cho em. Cạp của nó là cạp cao su như thế này cho em nhé, co giãn cực kỳ, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là có đơn ạ. Q74, chị nhận hai cái quần Q74 nhà em kết hợp với áo phông thì rất là tuyệt. Em cảm ơn chị Văn Mai nhé. 59.000 thôi nhưng mà đẹp, chất lượng, ok chưa? Cứ comment đúng mã cho em sẽ là Q74 là ok nhá. Cho chị con áo kẻ caro màu hồng đi. Chị tặng nốt cho khách hàng đi. Các chị đang lên đơn con N3 vẫn đang lên đơn áo nắng. Cứ lên đơn áo nắng rồi, chị nào lấy áo nắng thì mình cứ chốt áo nắng cho em là N3 cho em là được. Được chưa? Quần sẽ là Q74. Chị nào lấy quần thì mình cứ lên đúng mã cho em sẽ là Q74 và giá là 59.000. Áo nắng này hàng thông hơi nhá. Đầy đủ xịn xò cho em ở bên trong nè. Bên trong có túi nè, túi xịn như này nè, được chưa? Mà giá rất rẻ, có 89.000 một cái áo nắng. Trời ơi. Comment đúng mã quần cho em sẽ là Q74 nhá. 59.000 một quần. Chị nào lấy quần thì mình cứ chốt là Q74 cho em. Cho chị cái chân váy ở ngoài cùng ấy. Q74 và kính size giúp em nha. 59 qua. 59.000. Chị nào lấy quần thì mình cứ lên cho em mã là Q74. Cho chị cả cái cọc ấy cũng được. Đây. Lên cái mã chân váy này thì các chị xứng đời. Quá đẹp. Rồi. Anh ơi, chân váy này là mã bao nhiêu ấy? Ôi. Chân váy cao cấp dành cho các nàng đây. Được chưa? Chân váy. Hỏi anh chân váy này mã bao nhiêu ấy? Áo nắng là 89.000 chị ơi, chân váy cho em nè. Trời ơi, xuất sắc. Các chị ơi, nhà em chỉ cần comment đúng một lần là đã có đơn. Còn chị nào comment nhiệt tình thì các chị cứ comment nhiệt nhiều lần cho em là được. Được chưa? Được chưa? Và cái chân váy này mình sẽ lên đúng cú pháp cho em là sẽ là C13 cho em. Và chân váy này bao hàng Quảng Châu nha các chị ơi. C14. C14 á. Em bán tặng các tình yêu là 119.000 cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là C14. Áo em mặc là 89.000. Và chị nào lấy cái này mình sẽ comment cho em sẽ là C14 cho em. Và giá cho các chị là 119.000. Chân váy này có một size. 119.000 cho em nhá. Cạp co giãn, bao hàng loại 1. Bao hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 luôn, từ 40 cân đến 65 cân. Chị nào lấy cái quần này mình cái chân váy này mình sẽ comment cho em là C14. 119.000 cho em. Ok chưa? Ra ngoài shop 180 đấy. Chuẩn hàng tàu nhá. Bên trong có lót cho em luôn này, cho chị cái móc kẹp quần. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là C14. Áo phông kẻ đầu lan em mặc có bán luôn. Mã đấy thì các chị sẽ comment cho em sẽ là A186. Còn cái này mình sẽ comment cho em là chân váy này sẽ là C14 cho em. Chất rất là dày. Mặc mùa hè thì kết hợp vô tư con này các chị ơi. 119.000 cho em nhá. Được chưa? 119.000. Comment đúng cú pháp cho em sẽ là C14. Cái này có đúng một màu với chị. Lên đúng mã cho em sẽ là C14 nhá. Áo em mặc có 4 màu, hồng, tím than, xanh, gươi. Còn cái mã chân váy này các chị lên cho em là C14 á. Áo nắng em có 4 màu. Rất là xịn, nhìn chất cho em luôn. Legging dài em có, tí nữa em sẽ lên mã cho các chị luôn nhá. Bên trong này có quần chứ, hàng Quảng Châu là phải có quần rồi. Có quần xịn xò bên trong cho em như thế này, đi xe máy các thứ là các chị vô tư cuộc đời luôn, được chưa? Anh ơi, cái gậy vào để treo áo nắng các màu để các chị chốt đi. Chị nào lấy chân váy mình cứ chốt cho em là C14 nhá. Được chưa? Cho chị kéo này nhé. Chị cứ đặt lại cho em đi để bên em gọi điện chốt đơn cho chị nhá. Lên sơ mi này. Sơ mi này hôm nay em lại tặng nốt cho các chị luôn đi. Con này khoảng độ là 50 cái nữa. 50 cái nữa thì tặng nốt cho các chị luôn nhá. Được chưa? Áo sơ mi này mình sẽ comment cho em lại là M17. M17 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa các chị ơi? Áo khoác vừa rồi sẽ là N3 nhá. Chị nào lấy áo khoác mình sẽ comment là N3 cho em. Chị ơi comment đúng mã đi. Đừng cho chị một cái tím than rồi cho chị một cái màu hồng. Mình phải lên đúng mã cho em thì có đơn. Tại vì là nhiều chị bảo là sao chị không được chốt đơn. Tại vì chị không lên mã đúng ấy. Không lên mã đúng thì máy tính nó sẽ không cập nhật được cái bình luận, cũng không cập nhật được cái số mọi người. Nên là nhiều khi các chị mà đặt như thế thì em sẽ không gọi được. Được chưa? Mã áo này mình sẽ lên cho em là M17 cho em. Bên em, sẽ mặc lại cái áo khoác đấy nha. Đợi em một tí. Và em sẽ luôn hôm nay tặng nốt cho các chị luôn là 59.000 một kéo sơ mi như này. Comment đúng mã cho em sẽ là M17. 59.000 đồng cho em. Từ 40 cân đến khoảng độ 60 cân đều ok nhá.
cứ lên đúng mã cho em sẽ là M17 cho em, và giá cho các chị là 59.000. Áo sơ mi kẻ caro rất là xinh như thế này. Được chưa? Chị nào lấy con này mình cứ lên đúng cú pháp cho em sẽ là M17 cho em nhá. 59.000 đồng. Trời ơi. Quá đẹp. Mặc với quần sóc đã đẹp rồi. Cái này các chị mặc chân váy cũng đẹp này, quần sơ mi cũng đẹp này. Sơ vin với quần ống sớm cũng đẹp này. Rồi quần sóc da này, chân váy này, K54 em chưa về thêm, lúc nào về thêm em sẽ bán nhá. Cứ comment đúng mã cho em sẽ là M17 cho em, 59.000 nhá. 59.000 một con sơ mi này luôn. Cái này từ 40 cân đến khoảng độ 60 cân là các chị chốt đơn cho em. Áo chống nắng là 89.000 chị ạ. Áo chống nắng bên em là 89.000 nhá. Còn chị nào lấy con áo sơ mi này mình sẽ comment cho em sẽ là M17 và giá cho các chị là 59.000. Có duy nhất cho em màu hồng thôi. Màu rất là dễ mặc, kẻ caro, mặc lên nó rất là sáng da, tôn da và chất của nó cực kỳ là đẹp nhá. Được chưa? Đây các chị nhìn cái chất cho em này. Từ cái cúc cho em này, được chưa? 59.000 một cái áo sơ mi như thế này. Cứ comment đúng mã cho em sẽ là M17 các chị ơi. Xịn đúng không? Bao mê ly luôn. 59.000 cho em, 59.000. Cho chị xem là kéo chống nắng rồi, em sẽ lên là kéo chống nắng cho các chị luôn. Cứ comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Được chưa? 59.000 đồng cho em. Các chị ơi, cứ comment đúng mã cho em sẽ là M17. Màu nó rất là tây và rất là đẹp mà giá rất là rẻ, 59.000 đồng. Đợt trước em bán cho các chị là 79.000. Quá rẻ rồi. Bây giờ em bán tặng các chị là 59.000 đồng thôi. Comment đúng cú pháp, lên đúng mã sẽ là M17 cho em và giá cho các chị là 59.000 đồng cho em nhá. Đầu dạng chất không đẹp rồi trả lại hàng luôn cho em. Quá xinh. 40 cân đến 60 cân là các chị chốt đơn em con này nhá. Comment đúng cú pháp là sẽ là M17 cho em và giá là 59.000. Bra em vẫn đang còn. Rồi em có mẫu nha các chị ơi. Đây là áo nắng nhá. Áo nắng thì các chị sẽ chốt cho em là N3. Chị nào lấy áo nắng mình sẽ comment đúng mã cho em sẽ là N3 cho em. Là áo nắng, được chưa? Ai lấy áo nắng thì mình chốt là N3. Đây đây đây. Áo nắng được chưa? Bỏ anh em áo nắng này. Chị nào lấy áo nắng mình sẽ comment là N3 cho em nhá. Áo đấy em chỉ có đúng một màu thôi. Sơ mi đấy bên em chỉ có đúng một màu. Ờ đúng rồi, M17 cho em sẽ là áo sơ mi và giá cho các chị là 59.000. 59.000 nhá. Duy nghĩ à? Rất mồm, cái môi, cái má. Chà. Im mồm nha. Ờ, gửi hàng cho em chưa? Bên em gọi điện chốt đơn là đi hàng rồi mà chị. Cứ gọi điện chốt đơn là hàng đi rồi. Áo chống nắng cho em mã N3. Áo chống nắng là mã N3 cho em nhá. 89.000 một áo chống nắng. Mát, cực kỳ, có size, hẳn hoi cho các chị luôn. Có size M, size L và size XL. Size M các chị dưới 51, 52. Size L là mình dưới 54, 55. Và size XL là các chị khoảng độ cho em là dưới 58, 60 cân cho em. Các chị kéo nắng ở trong đấy. Cái này mình đổi mũ cho em này. Một cái mũ lưỡi chai cho chị nè. Đây. Hàng của nó sẽ là hàng uni cho em đẹp như thế này. 89.000 cho em nhá. 89.000 đồng cho em. Được chưa? Có size M, size L và size XL. Ví dụ như các chị đổi mũ nhá. Cái mũ này là của em này. Một cái mũ em lấy đi mà đi đường ấy. Các chị đổi mũ cho em như thế này rất ok. 89.000. Được chưa? Cứ comment đúng mã cho em. Áo nắng sẽ là N3. Chị nào đeo nắng mình sẽ comment đúng mã cho em là được. Kèm lên cái khẩu trang là ok. Chống như thế này Covid, Corona thoải mái rồi các chị ơi. Kín cổng cao tường cho em. Đấy, mà có 89.000 đồng thôi. Hàng em có size nhá. Hàng khác là không có size đâu. Giải gì gấp cái này nữa chị bảo gọn đi. Comment đúng mã cho em sẽ là N3. Chị nào đeo chống nắng mình sẽ chốt là N3 cho em nhá. 89.000 đồng. N3 em sẽ có hộp này. Có xám này. Có tím than và có xanh dương. 4 màu thôi. Năm nay không có đen nha các chị. Năm nay nó không có vải đen nên là nó sẽ không làm đen được. Được chưa? Chỉ có cách các màu như này thôi. Chị nào lấy N3 mình có chốt cho em nhé. 89.000. Áo nắng cuộn. Áo nắng cuộn đẹp như thế này cho em nè. Được chưa? Xịn xò vô đối luôn. Chị nào lấy N3 mình cứ lên đúng hãng cho em là được. Móc cái này là móc chị ơi. 89.000 cho em nhé. 89.000.
Cứ comment đúng mã cho em là được. 89.000 đồng. Rồi lên lên con áo đá bò cho các chị đi. Áo đấy có một lớp thôi chị ơi. Thông hơi thì nó chỉ có một lớp thôi. Thông hơi làm gì có nhiều lớp. Thông hơi chỉ có đúng một lớp nhá. Đá gọi là thông hơi thì chỉ có một lớp thôi chị ạ. A187 nhá. Rồi lên áo này cho em, được chưa? Mã này mình sẽ lên cho em, mã này sẽ là A187 cho em là được. Comment đúng mã cho em sẽ là A187 nhá chị nhá. Được chưa? Áo em đang mặc sẽ là A187. A187 em sẽ có cho các chị là màu vàng. Hàng của nó là hàng Quảng Châu. Và túi của nó nằm trong túi zip như thế này cho em nhá. Hàng của nó là nằm trong túi zip như thế này cho em, được chưa? Và mã này mình sẽ comment cho em, mã này sẽ là A187. Và kèm số điện thoại cho em. Giá cho các chị là 79.000. Chất cực kỳ là xịn. Hàng nằm trong túi như thế này cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là A187. Con ong này là con ong thêu. Và đá này là đá trắng cho em như này. Sáng cực kỳ luôn, 79.000 nhá. Có vàng, có trắng và có đen. Có thêm cho các chị màu kem nữa, 79.000 nhá. Form như thế này. Nó không gọi là ôm lắm mà cũng không gọi là rộng lắm, vừa, form vừa. Và giá cho các chị là 79.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là A187. Và giá cho các chị là 79.000 đồng kem màu cho em nhá các chị ơi. Màu rất là đẹp luôn này, màu nào cũng đẹp. Đá này thì yên tâm với chị quay máy giặt vô tư cho em nhá. Màu kem 79.000. Cực kỳ là tây và cực kỳ là đẹp cho em như thế này, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là A187 và kèm màu 79.000 cho em nhá. 79.000. Em có vàng, có đen. Nhìn cái màu đen, nhìn đá nó sáng chưa? Sáng như pha lê luôn ấy, cái màu nó rất là tây. Này ơi chị thấy chưa? Thêu cho em nhá. 89.000 đồng một 79.000. Màu trắng các chị nè. Màu kem nè, được chưa? Comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Màu nó rất là tây. Servin đi làm, đi chơi, mặc ở nhà các thứ thì vô cùng thoải mái luôn cho em. 79.000, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là A187. Trời ơi, màu đẹp đúng không? Các chị nhìn cái bảng màu ngất ngây chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Mà giá rất là ok. Túi là túi zip. Hàng Quảng Châu cao cấp như thế này cho em nhá. Trong túi như thế này cho em, được chưa? Xịn sò chưa? Mà giá rất là rẻ, 79.000 đồng. Comment đúng mã cho em sẽ là A187 và kèm màu. 40 cân vừa thoải mái chị ơi. Từ 40 cân đến 65 cân là các chị chốt đơn cho em ok. 79.000 nhá. Chất co giãn cực kỳ cho em như thế này. Cứ lên đúng mã cho em là có đơn nhá. Cho em cái quần tăm ấy, còn ít tặng hết cho các chị đi. A187. Chị nào lấy A187 thì mình cứ lên đúng mã cho em nhá. Giá cho các chị luôn là 79.000. Chị nào mà không lấy là tiếc ấy. Em sẽ mặc sang màu kem này. Móc cho chị cái này. Màu kem cũng đẹp đúng không? Màu kem xịn sò. Màu nào cũng xịn. Màu nào cũng đẹp. Thấy chưa? Màu kem cho các chị này. Bảng hồ nó cực kỳ là đẹp. 79.000 đồng cho em. Trời ơi. Mặc quần bò cũng ok nhá. Được chưa? 79.000 cho em này. Siêu cho các chị ơi. Màu vàng cho em này. Tây chưa? Tây cực kỳ luôn. 79.000 đồng cho em nhá. Đá. Nếu mà bình thường ấy. Nếu mà tính ra đá là phải bán đắt hơn, nhưng mà đá lại còn bán rẻ hơn là cả cái những cái áo bình thường. Mà năm nay tất cả đều lên giá các chị nhá. Tất cả đều lên giá luôn. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em thôi. 79.000 đồng cho em nhá. Áo bra em mặc là 45.000. Và mã này các chị sẽ comment cho em là A187 cho em. Ok chưa? Mình thích màu nào mình cứ lấy màu đấy cho em nhá. Không đấy là hết hàng đấy. Cái này mà các chị mà chậm tay một tí nữa là hết hàng. Được chưa? Cứ comment đúng mã cho em sẽ là A187 cho em. Màu rất là tây. Và giá cho các chị luôn là 79.000. 79.000 đồng cho em nhá. Quá rẻ so với chất lượng luôn. Cứ lên đúng mã và kèm màu cho em nhá. 79k, được chưa? Bắp ơi chị bỏ vào túi bóng đi. Quần này em còn ít này. Quần này là lên còn ít nhá. Em lại trên nốt. Thôi quần này cứ lên cái mã là Q100 đi nhá. Lộc 2. Quần tâm này các chị sẽ lên cho em là Lộc 2. Lộc 2 quần tâm này hôm nay em lại tặng kỷ niệm. Chị nào mà mua được cái quần này thì các chị sướng. Còn nếu mà không mua được mình cũng phải hoan hỉ cho em, được chưa? Và lưu ý cho em cái quần này á, đi kèm đơn quần áo. Quần này có nhiều không anh? Còn 25 cái. Chị nào mà chia sẻ livestream thì được, mà chậm tay thì hết, tặng luôn. Con số may mắn nhá. Lộc 2 hộ em. Tặng cho các tình yêu quần này luôn các chị ơi.
Em tặng cho các chị quần này 20.000 này. 20.000 thôi, được chưa? 20.000 cái quần này đi. 20.000 đồng một cái quần như thế này cho em, được chưa? Cái mã huyền thoại này em luôn. Comment đúng mã cho em sẽ là lộc 2. Cái này thì không cần chốt màu đâu các chị ơi. 20.000 mình còn chốt màu gì nữa. Có màu đen và màu ghi, được chưa? Chị nào lấy màu nào cũng được, hoặc không thì mình không cần lấy. Ví dụ lỡ may mình thích màu đen nhưng nó còn màu xám thì làm sao ạ? Thôi cứ lấy màu nào cũng được. 20.000 một cái, bề mặc cho nó sướng đời. Có màu ghi và màu xám cho em nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là lộc 2. Và em bán tặng các chị là 20.000. 20.000 nhá. 20.000 nha các chị ơi. 20.000 là lỗ rồi đấy. Nhưng mà thôi vẫn bán các chị nó là 20.000, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là lộc 2, 20k nhá. Cho chị kéo sơ mi trắng này vào đây. Comment đúng mã cho em sẽ là lộc 2, 20.000. Quần này có ít. Đây là chị nào lấy nhanh thì được, còn chậm tay là hết nhá. Có 20.000 một quần thôi. Comment đúng mã cho em sẽ là lộc 2 hộ em. Và giá cho các chị là 20.000. Chất đẹp, chất vô cùng là xịn. Nếu mà chị nào mua cái quần này nha em là mình biết không? Thay móc gỗ đi. Là mình biết cái quần này là bao nhiêu đúng không ạ? 20.000 cho em nhá. Ừ, 20.000. Chị nào lấy lộc 2 thì mình cứ chốt là lộc 2 hộ em nhá. 20k. Và lấy sơ mi cho em này. Sơ mi này em thấy hot đình đám lắm. Sơ mi này em sẽ có size M và size L ấy chị nhá. Sơ mi VIP. Sơ mi này các chị lên cho em là mã này là M35 đi. M35 và kèm số điện thoại cho em nha các chị ơi. Sơ mi hàng đẹp, chất này, phản quang, được chưa? Sơ mi này em có size M và size L. Size M là các chị dưới 54, size M dưới 53 và size L là các chị dưới 55, 56 coi mình chốt đơn. Sơ mi này các chị sẽ comment cho em sẽ là M35. Cái chân váy bao tiền? 50.000. Em tặng các chị luôn sơ mi này. Cổ của em là cổ len nhá, có size M và size L, được chưa? Cổ là cổ len này, vải của nó là vải len này, được chưa? Tay của nó là chất phản quang như thế này, phát sáng khi các chị đi đêm, được chưa? Comment đúng cú pháp cho em sẽ là M35 và nó theo logo như thế này. Em bán tặng cho các chị luôn, áo em có size nhá, size M và size L, tặng các chị luôn. Hàng ở ngoài nó đang bán hot girl toàn bán 180-200 đúng không? Em bán bằng một nửa người ta thôi, 99.000 đồng một cái. Có túi cho em này, được chưa? 99.000 đồng một con sơ mi trắng, đi làm đi chơi đều ok và thoải mái. Comment đúng mã cho em sẽ là M35, một màu duy nhất cho em nhá. 99.000 đồng. Chị nào lấy con này mình lên đúng cú pháp cho em là M35 và kèm số cho em là có đơn. Giá cho các chị là 99.000. M35. Có ai bán sơ mi mà 99.000 không các chị? Em sẽ mặc cho các chị xem nhá. Sơ mi đang hot, hot dần luôn. Ít nhất chỗ nào bán thì chắc chắn là 130-140 đúng không ạ? Em lại kính em các chị là 99.000 đồng. Comment đúng mã cho em sẽ là M35. Sơ mi trắng, đi làm đi chơi, đi đâu cũng được. Đi chơi thì mình mix theo kiểu đi chơi, đi làm thì mình mix theo kiểu đi làm, được chưa? 99.000 đồng. Comment đúng mã cho em sẽ là M35, cổ len nhé. Hàng có size M và L, được chưa? M và ML đầy đủ size cho em luôn. 99.000 đồng. Cứ lên đúng cú pháp cho em sẽ là M35, size M và size L ạ. Đồ nam thì em không có nha. 99.000 đồng cho em. Rất là rẻ và rất là đẹp. Tay phản quang, sơ mi dài tay. Nếu mà các chị nào mà thích săn tay thì mình có thể săn tay lên cho em, được chưa? 99.000 nhá. M35 và kèm size. Size M là các chị dưới 52, 53 và size L là mình dưới 54, thậm chí là 55 cân nếu mà chị nào cao, được chưa? Áo chống nó là 89.000, chị mã L3. Rất là xinh như thế này, 99.000 đồng nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là M35. Chị nào lấy sơ mi này mình cứ lên đúng mã cho em là M35 và kèm số điện thoại cho em, được chưa? Comment đúng mã cho em là được nhá. Rồi lên mặc bộ ở nhà cho chị cái bộ hành hình nhé. Bộ hành đang treo có xanh M31 và M32 em còn. Tí nữa em sẽ lên lại cái mã đấy cho các chị. Cho em một mã quần vải này. Ừ, bộ hành đi nhé. Đấy. Lên cái bộ mặc ở nhà cho các chị nhá. Còn ít. Nói chung bộ này là ngẫu nhiên. Bộ này em chốt cũng rất là nhiều. Các chị cũng đặt rất là nhiều luôn. Đấy, chị nhận được cái áo khoác nỉ rất là ok. Em ở chị Thành Vi nhá. Cái áo khoác đấy bán 80.000. Chất đấy thì quá rẻ rồi. Không cần từ nào mà rẻ hơn được nữa rồi. Giá ấy quá rẻ rồi, đúng không các chị? Anh ơi cho em một cái mã quần vải với một cái mã M31 áo uni cọc tay nhá. Áo sơ mi trắng cọc tay ấy.
Mà lên bộ này đó chị ơi. Bộ này là không biết có chị nào nhận được hàng bộ này nhé em chưa. Chắc là chưa đâu. Bộ này là bộ ngẫu nhiên cho em nhá. Bộ cái này mình sẽ chọn màu cho em thôi. Mình sẽ là chọn màu cho em và sẽ là không chọn kiểu cho em, được chưa? Và bộ này các chị sẽ comment cho em là sẽ là B15 cho em. Và giá chỉ có 59.000 một bộ. Bộ này lưu ý cho em là hàng Quảng Châu nhá. 59.000 cho em, được chưa các chị ơi? Comment đúng mã cho em sẽ là B15 cho em. Các chị chốt bao nhiêu bộ cũng được, được chưa? Mở mắt cho chị em. Mình thích chốt bao nhiêu bộ đều ok mà giá chỉ có 59.000 một bộ. Có cả cọc, có cả lỡ. Nhưng mà cái này mình lưu ý cho em là mình sẽ không chọn kiểu cho em, được chưa? Mình chỉ có chọn màu chị nào ưng thì mình chốt. Mà giá rất là ok luôn, có 59.000 giá vừa phải chăng. Cái này không phải là phải chăng nữa mà là quá rẻ rồi. 59.000 cho em nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là B15 cho em và kèm màu. 59.000 đồng, được chưa? Chị nào thì lấy B15 thì mình cứ chốt là B15 cho em. 59.000, được chưa? 59.000. Rất là nhiều màu cho em nhá. Có hồng, có trắng, có xanh, có cam, có vàng. Và hàng của nó các chị này nằm trong cái túi như thế này cho em. Nói có sách mách có trứng luôn, được chưa? 59.000. Quá rẻ. 59.000 một bộ mặc ở nhà cho em. Nó có nhiều hình lắm ý. Nhưng mà cái này mà phân đôi hình, ví dụ như là ôi cho chị một cái hình này em không có chốt được nha. Tại vì nó có nhiều hình quá. Được chưa? 59.000 cho em. Cái màu này em sẽ đánh đầu vào màu vàng cho các chị nhá. Túi của nó là túi như thế này. Bao hàng Quảng Châu cao cấp luôn mà giá có 59.000. Comment đúng mã cho em sẽ là B15 cho em. Rồi. Màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu cam. Được chưa? Màu nào cũng đẹp có 59.000. Mở. Cái quần mã này 114 với 111 em chỉ mặc size S thôi. Comment đúng mã cho em sẽ là M15 các chị, à B15 các chị nhá. Và giá cho các chị là 59.000. Trời đất ơi. Lỡ thì nó đến đây. Cọc thì nhà em sẽ là không phân mẫu đi. Chị nào mà chọn mẫu hay là chọn kiểu cho chị bộ cọc, cho chị bộ dài thì cái đấy nhà em sẽ không chốt được. Tại vì hàng nó đã quá là rẻ như thế này rồi. Được chưa? 59.000 cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là B15. Được chưa? Cái mã này là có nhiều hay sao ấy? Có mười mấy, mấy trăm bộ hay sao ấy? Comment đúng cú pháp cho em sẽ là B15 nữa chị nhá. 59.000, quá rẻ. Nó rất là nhiều hình ấy. Phô te phô mai như thế này này. Đấy. Chị nào lấy màu nào mình cứ lên đúng cú pháp cho em sẽ là B15 nhá. 59k, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng xinh. Hàng xịn sò như thế này rồi. Giá rất là ok luôn, 59.000. Đây các chị này, mở một cái bộ ra này. Tặng kèm cho các chị thêm một cái túi nữa. Một cái túi đi chợ nữa đấy. Được chưa? 59.000 thôi. Được chưa các chị ơi? Đấy. Trong đây kèm cho cả các chị một cái túi. Đấy. Túi bíp nha. Chị sò nha. Đây. Kèm luôn cho các chị một cái túi đi chợ này. 59.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là B15 cho em. Giá rất là rẻ luôn, 59.000. Được chưa? Chị nào lấy thì màu nào mình cứ chốt cho em màu đấy là ok nhá. 59k mã B15. Rồi móc lại em. B15 và kèm số cho em nhá, 59.000. Nên lấy hai màu ấy chị ơi, về mình mặc thay đổi. Lấy hai màu đi. Anh ơi, cái mã quần này có phải là mã cũ không? Có lên quần mã cũ không? Anh Hùng ơi, cái này lên mã mới hay mã cũ? Quần chiếc này thì thôi cứ lên mã cũ cho các chị nhá. C5 cho em đi. Quần chip Muji 5 hộp 5 quần. 5 quần trong một hộp, được chưa? Quần chip này các chị sẽ lên cho em mãi là C5. Và giá cho các chị quần chip này là 75.000 5 quần cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là C5 và kèm số điện thoại cho em. Giá cho các chị luôn là 75.000 5 quần. Có chị nào nhận được cái quần này nhà em chưa? Các chị ơi, có chị nào nhận được cái quần này nhà em chưa? Và giá rất là rẻ. 50... khoảng độ các chị 65 cân cho em vẫn ok nhá. 75.000 5 quần. Comment đúng mã cho em quần này sẽ là C5 hộ em là có đơn. C5 nhá. Chị nào lấy quần này mình cứ lên đúng cú pháp cho em sẽ là C5. Và giá cho các chị là 75.000 cho em. Bên trong có một miếng lót than hoạt tính. Ở chung quần này mặc rất là sướng, cực kỳ là sướng. Em bán mùa đông. Rất là nhiều quần này, số lượng không biết là bao nhiêu quần trước Tết hay cái đợt sau Tết, cái buổi livestream đầu tiên ấy, bán rất là nhiều quần này luôn, giá rất là ok. 59.000.
75.000. Comment đúng mã cho em mã này là C5 nhá. Khoảng độ các chị 65 cân cho em vẫn ok ở bên trong này. Bên trong của nó là một miếng lót như thế này, than hoạt tính. Vừa thứ nhất là nó khử mùi, thứ hai là nó ngấm hút mồ hôi, được chưa? Mà nó mặc lên nó rất là mềm, rất là mát luôn. Mà giá rất là rẻ, 75.000 năm quần cho em nhá. 75.000 năm quần. Comment đúng mã cho em sẽ là C5. Chị nào lấy C5 thì mình cứ chốt là C5 cho em nhé. Mà đặc biệt cái màu của nó rất là tây, màu nào cũng đẹp, vừa sạch vừa đẹp vừa sang, được cho các chị. Cứ lên đúng mã cho em sẽ là C5 cho em. Và giá cho các chị là 75.000, được chưa các chị ơi? 75.000 nhá, được chưa? Chị nào lấy C5 mình cứ chốt C5 dùm em là có đơn. Chị nhận được C5 rồi chất ok lắm, đúng không ạ? Chị mua cái quần này thì quá là sướng rồi gì nữa. Tính ra có 75.000 nhỉ, tiện lợi, dễ mặc, dễ dùng. Giặt nó rất là sạch, gọi là nó không bị bám cái màu bẩn nhiều. Giặt rất là dễ ra luôn. Cứ comment đúng mã cho em mã này là C5 cho em nhá. Ai lấy C5 thì mình cứ chốt là C5 dùm em. 75.000 năm quần. Quần này chị mặc quá thích, đã nhận được hàng. Em cảm ơn chị Văn Thuy Lê nha. Sướng đúng không? Mặc nó bền, co giãn thoải mái luôn cho em bên trong. Đấy, đúng rồi, bộ kia là B15. Còn chị nào lấy quần này mình sẽ chốt cho em là C5. Và lưu ý cho em là lên mã và kèm số nhé. Cho chị cái sơ mi trắng cọc tay. Comment đúng cú pháp hộ em sẽ là C5. Và giá cho các chị là 75.000, các chị thấy chưa? Co giãn thoải mái, không vấn đề gì hết. Chất này bao phê ly cuộc đời luôn, được chưa? Chị nào lấy C5 thì mình chốt C5 dùm em nhé. Và giá cho các chị là 75.000 cho em. Quần này không xứ thì trả lại hàng luôn cho em mà, yên tâm. Bên trong của nó này, túi đựng như thế này. Chị nào lấy C5 thì mình lên đúng mã cho em nhá, là 75.000 một hộp. Cứ lên mã là C5 dùm em là ok. À, lên tiếp rồi các chị, cái sơ mi trắng này. Phải dài tay chứ. Ờ, dài tay dưới này. Sơ mi trắng này em lại tặng nốt nha. À, lên cái áo này đi. Áo này hôm trước sướng quá, bán sướng quá, bán cuối buổi. Thế là em phải để lại một cái em mặc. Trời ơi, sơ mi cái phông như thế này các chị này. Phông này mặc nó xịn, chất nó sướng cực kỳ. Phông này em sẽ có hai màu cho các chị là màu đen, màu đen và màu trắng nha. Cho chị cái xem mấy kia này. Phong này các chị sẽ lên đúng mã cho em sẽ là A181 kem. Xịn sò luôn, túi mát xịn cho em như thế này. Nhưng phong này bây giờ chỉ còn size dưới 50 cân các chị nhá. Cái này mình dưới 50 cân mình chốt đơn cho em. Chỉ dưới 50 cân hoặc 52 cân thì các chị chốt đơn cho em mã này, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là A181 cho em. Hàng túi VIP chưa? Ôi, xịn xò ấy chị ơi. Ok chị ơi, bây giờ em chưa có nhân viên đấy. Nhân viên xỉ nó đang nghỉ hết. Sáng mai, ngày mai đi đơn cho các chị nhá. Nhà em qua nay đang đơn nhiều quá mà chưa, để nhà đường chưa đủ nhân viên. Sáng mai bên em sẽ lên đơn nhá, chị ơi. Và mình sẽ comment đúng mã này cho em sẽ là A181 cho em. Form này thì các chị khoảng độ cho em là dưới 55 đi, 55-56 cân thì mình cho đơn cho em nhé. Và giá cho các chị luôn là 89.000. Hàng siêu cấp, hàng đẹp này, được chưa? 89.000 đồng cho em A181 và kèm màu cho em nhé. Có màu trắng và màu đen. Cái này đẹp nhất là khách hàng dưới 55 cân đi. Các chị dưới 55 cân cho em nhé. Dưới 55 cân là ok. Và giá cho các chị là 89.000. Comment đúng mã cho em sẽ là A181. Tí nữa mình có thể xem lại like chị nha. 89.000 đồng, có đen và có trắng á. Từ 40 cân đến khoảng độ các chị là dưới 60, 55. Em xin lỗi, 55 cân là mình chốt đơn cho em này, hai màu. Đen và trắng cho em, và nó có cái tab ở đây thôi. Đơn giản nhẹ nhàng có thứ thôi, form nó rất là vừa vặn như thế này cho em, được chưa? 89.000 nhá, từ cái tang mát, từ cái túi bóng đều cùng là một thương hiệu cho em như thế này. Các chị để ý cho em này. Từ cái tang mác cho em nhá, được chưa? Đến cái viền, đến cái viền của cái mác logo này đều là cùng một thương hiệu cho em luôn nhá. Và giá cho các chị là 89.000 đồng cho em. Anh làm trước cho em một cái mã sóc bò nhá. Cứ lên đúng mã cho em sẽ là A181. Em có đen và em có trắng. Và giá là 89.000. Từ 40 cân đến khoảng độ các chị là dưới 60. À, dưới 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Hơi mở hả chị? A96 có, A96 em có lên ấy. Hơi mở thì các chị thoát ra vào lại giúp em nhé.
bây giờ mờ là không biết như thế nào nữa đâu. Được chưa? Cứ comment lúc rảnh em gấp các cái đồ mới đi. Cho em sẽ là A181 nhá. Và giá cho các chị là 89.000. 89.000 đồng cho em, được chưa? Cứ lên đúng mã cho em sẽ là A181 là ok nhá, 89k. Đây váy hoa nhí á. Váy hoa nhí đợi một tí nhé. Có luôn váy hoa nhí. Nếu mà mạng nó kém thì các chị thoát ra vào lại giúp em nhá. Chưa có mạng. Chưa thấy chốt đơn. Chị để lại số giúp em đi ạ. Để lấy số để bên em gọi nhá. Như hôm nay các bạn gọi hết rồi mà. Nếu mà người chị nào mà chưa được gọi điện chốt đơn thì mình comment là gọi lại giúp chị và kèm số điện thoại là ok ạ. Mạng lát thì mình thoát ra vào lại giúp em nhá. Lát bây giờ thì không biết làm gì cho em đỡ lát đâu. Sơ mi trắng cọc tay. Sơ mi trắng có làm anh lo lắng. Đấy. Sơ mi này các chị lên gấp mã luôn cho em sẽ là M31. Áo sơ mi này em có từ size S đến size XL nha. Cháy hàng toàn tập. Sơ mi này lần nào like các chị chốt rất là nhiều. Mà giá rất rất là rẻ luôn. Đi làm, đi chơi đều ok luôn. Và giá cho các chị luôn là 89.000 đồng cho em. Sơ mi trắng hàng uni. Hàng này em sẽ có size S, size M, size L và size XL. Size S là các chị từ 40 đến 45. Size M 45 đến 48. Size X, size L. Size M là từ 45 đến 48. Size L là từ 48 đến 52. Còn size XL là các chị dưới 55 cân mình chốt đơn cho em. Comment đúng mã cho em sẽ là M31. Và giá là 89.000 cho em. 57, 58 cân thì không có size được chị ạ. Tại vì cái này chỉ đến size XL thôi. Được chưa các chị ơi? Comment đúng mã cho em sẽ là M31 các chị nhá. 89.000. Em đang mặc là size M. Chị nào lấy thì mình cứ lên đúng cú pháp cho em sẽ là M31 cho em. 89.000 hàng uni. Em bảo rồi rất là rẻ đúng không các chị? Nếu mà chị nào mà mua ở ngoài ít nhất một con áo này phải hơn 100. Nếu đối với dòng uni. Còn nếu uni ở ngoài ấy, nếu mà các chị vào uni kilo các thứ mua thì áo sơ mi này khoảng độ ít nhất cho em là phải 200-300. Chắc chắn là hơn 200-300. Chuyện đấy là chuyện bình thường. Được chưa? Nhưng mà cái vải này nó cũng không khác là mấy chị ơi, nó không khác một tí kẹo teo nào. Các chị về mình có thể mặc và mình ra tiệm mình hỏi xem là cái áo ở uni nó bán bao nhiêu. Giá cực kỳ là rẻ đúng không? 89.000 mà có size. Cái này có size đầy đủ hết cho em nhá. Cho chị một cái áo này ở trong túi cho các chị xem là mình có size. Chuẩn size cho em luôn. Được chưa? 89.000 đồng cái mắc này là mắc áo nhá. Cứ comment đúng mã cho em sẽ là M31. Áo chống nắng là 89.000 mã N3. Cái này có cả dài tay. Dài tay thì các chị sẽ comment cho em là M32. Cũng có size form cân tương tự như thế nhá. Chị nào lấy áo dài tay thì mình sẽ comment cho em sẽ là M32. Nhìn này. Size đầy đủ hết cho các chị như thế này. Mà giá rất là rẻ. 89.000 đồng cho em. Được chưa? Dài tay sẽ là đắt hơn 10.000 là 99.000. Chị nào lấy dài tay mình sẽ comment cho em là M32 nhá. Áo chống nắng sẽ là 89.000. Chị nào lấy áo chống nắng mình sẽ comment cho em là N3. Còn chị nào lấy áo sơ mi dài tay mình sẽ comment cho em là M32. 89. Dài tay thì là 99.000. Còn ngắn tay thì sẽ là 89.000 nhá. Áo chống nắng là 89.000 chị ơi. Rẻ đúng không? Sơ mi trắng mà quá rẻ. Phí ship bên em là 30.000. Có size đầy đủ hết đấy. Size S, M, L. Chị nào lấy size nào mình cứ chốt size đấy dùm em nhá. Mặc nói chung là mặc lên nó rất là baby và tiểu thư luôn. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là M32. Và giá cho các chị là 89.000 nhá. À, sơ mi dài tay là 99.000. Được chưa? Áo chống nắng là 89.000 chị ơi. Chị nào lấy áo chống nắng thì mình sẽ comment cho em sẽ là N3. Áo chống nắng là N3 nhé. Phong kẻ mã là A186. Sơ mi dài tay mã là M32. Em không lên theo yêu cầu của khách đâu các chị nha. Lên mã nào các chị ưng thì mình chốt ạ. 57 cân 1m65. Có thể bôn cho anh được size XL cho em đấy. Được chưa? M32 là dài tay. M31 là cọc tay. Cọc tay và dài tay xanh nhau 10k nhá mọi người nhá. Sóc bò đây em một tí ạ. Em ra dài tay là 99.000. Này còn chưa cả cắt khuyết.
comment đúng mã cho em sẽ là M31 là cọc tay và M32 sẽ là giải tay cho em. Cái vải này được cái nó không bị nhăn đấy các chị. Quay máy giặt vô tư thoải mái luôn cho em được chưa? Chị nào lấy giải tay mình cứ comment cho em là M32 còn ngắn tay sẽ là M31 nhá. Cho em một mã quần bò trước đi, sóc bò. Được chưa? Ai lấy màu nào, ai lấy mã nào thì mình cứ lên đúng mã cho em được có đơn. Quần bối và sóc. Quần sóc vậy. Mới anh ấy mới mang vô đấy chị. Cho chị cái áo trơn kia nhé. Áo trơn để chị. Đây bên kia. Đó, cái áo trơn. Lên cái áo trơn được các chị nha. Áo trơn nào, trơn A96. Chị nào lấy áo trơn mình sẽ chốt là A96 cho em. Giá rất là rẻ, 69.000 nhá, A96. Ai lấy áo trơn này mình sẽ comment là A96 cho em nhá. Có kem, có đen, có trắng và có vàng. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là A96. Chị nào lấy A96 thì mình chốt là A96 cho em nhá. Được chưa? Và giá là 69.000. Lấy mấy cái móc gỗ lên. 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em. Chị bảo từ lúc nào? Chị gọi cho shop em chưa? Size lớn, gửi size nhỏ thì chị gửi lại hàng cho em nhé. Em đổi cho chị sang cái khác được chưa? Phông đen vừa rồi sẽ là A181. Còn các chị sẽ lên cho em mã này là A96. Và giá cho các chị luôn là 69.000 cho em. 40 cân đến 65 cân đều ok. Cái này có một size cho em nhé, nên là tầm khoảng bao nhiêu cân các chị đều được. Cái này sẽ có màu trắng, màu kem và màu đen. Comment đúng mã cho em sẽ là A96 nha các chị ơi. Và giá cho các chị luôn là 69.000 đồng cho em nhé. À, túi zip xịn sò, chất cực kỳ là mềm luôn. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh được chưa ạ? Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Có kem, có đen, có trắng và có vàng. 40 cân đến 60-65 cân là mình chốt đơn cho em là được. Giá cho các chị rất là rẻ luôn. Được chưa ạ? Không phải là thi thoảng chị ơi, mà có nghĩa nó bị lộn sai. Bên em đổi trả việc gì mà chị phải báo câu thi thoảng. Thi thoảng là sao? Ý là lúc thì gửi đúng sai, lúc thì gửi nhầm sai. Cái gì máy nó còn sai, chứ đừng nói là con người các chị nha. Được chưa ạ? Còn nếu sai bên em nhận đổi trả miễn phí. Các chị chỉ cần cố gắng là mình mất thời gian một tí. Mình nếu mà mình không biết gửi, mình sẽ báo anh bưu tá. Chị ơi, chị phải gửi số tài khoản vào số 208. Đợt này em đang rất là thiếu nhân viên, mà hôm qua lại còn đang chuyển kho về đây, nên hôm qua còn phải chuyển kho về đây, nên là chưa có check được tin nhắn đâu. Và các chị nếu mà cần gấp tiền, mình có thể inbox vào cái số nhắn tin cho em vào cái số 208 ấy, số điện thoại của em ấy, 0982692208. Các chị gửi vào đấy số tài khoản, tên ngân hàng, chuyển khoản bao nhiêu là ok, được chưa? Đừng có nhắn tin vào số hotline nhá, hotline em không cầm đâu. Comment đúng mã cho em sẽ là A96 là ok, được chưa? Chị nào lấy size nào mình cứ lên đúng. Chị nào lấy màu nào mình cứ chốt đúng màu cho em là được. Ở chung nhận được con này các chị có sướng. Giá rất là rẻ, 69.000 nhá. Q89. Đồ lên cho các chị một mã quần sóc bò đi. Q89. Sóc bò này em sẽ có size S, size M và size L. Sóc bò này là size S là các chị dưới 50 cân. Size M mình dưới 51, 52 và size L chỉ tầm dưới 54 cân thôi. Được chưa? Chị nào lấy sóc bò mình sẽ comment cho em là Q89 nha. Ai lấy sóc bò mình chốt là Q89 giúp em là được. Ai lấy sóc bò mình lên đúng mã cho em là Q89. Và bán tặng các chị luôn là 89.000 quần sóc bò này nhá. 89.000. Đầy đủ size nhá. Chị nào lấy size nào mình cứ lên đúng mã cho em sẽ là Q89 á. Kèm size giúp em. Có size S, size M và size L. 89.000. Ôi, theo con Mickey này. Đẹp xịn sò chưa? Theo Mickey nhá. Đằng sau này. Được chưa? Nhìn cái mông quần cho em này. Dáng quần này là dáng quần baggy nhá. Ý là form của nó là form rộng, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q89. Và giá cho các chị luôn là 89.000 đồng cho em. Theo logo hình con Mickey ở đây này. Size S, size M và size L. Chị nào lấy size nào mình lên đúng mã cho em là có đơn, được chưa? À, có thể mình có Mickey này. Xịn sò cho, mặc ở nhà đi chơi đi làm đều ok. 89.000 đồng cho em nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là cho chị em móc gỗ Q89 á. Và kèm size, size S, size M, size L. Ai lấy size nào mình chốt size đấy dùm em nhé.
quá rẻ, 89.000. 89.000 đồng, chất bò rất là mềm. Cực kỳ là mềm luôn cho em. Cúc của nó là cúc đồng luôn cho em nhá, 89.000 đồng. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q89 ạ. Chị nào lấy Q89 thì mình cứ chốt là Q89 cho em nhá. Sau 60 cân thì em không có đâu các chị ơi, 60 cân thì nhà em không. Được chưa? Cứ lên đúng mã cho em sẽ là Q89. Đẹp đúng không các chị nhỉ? Xịn sò. Đây. Móc cho em này, theo logo cho em như thế này, được chưa? Và giá cho các chị là 89.000. Áo chống nắng là 89.000 chị nhá. Mã cho em sẽ là N3. Còn cái này mình sẽ lên cho em mã này là Q86 giúp em. À Q89 nữa nhỉ? Q89 á, chị nào lấy Q89 thì mình chốt là Q89 cho em. 89.000 đồng. Đầy đủ size luôn ạ. Chị nào lấy size nào mình cứ chốt size đấy nha. 89K. 89.000 một quần. Cứ lên đúng mã cho em là kèm số điện thoại là ok. Thôi chị cái mã quần kia đây. Quần cắm nhũ á, mà dáng dài nhá. Lấy hai cái trên kệ. Em có size S, size M và size L nhá. SML. Chị nào lấy size nào mình cứ lên đúng mã cho em là có đơn nhá. Mã là Q89. Ai lấy Q89 size nào thì mình cứ lên đúng mã cho em là ok. 89.000 đồng một quần. Trời ơi. Chắc không thể chê một tí được teo nào. Thấy chưa? Lên đúng mã cho em là được nhá. Lên tiếp cái quần baggy vải này cho các chị đi. Quần baggy vải. Xịn sò mê ly. Quần baggy vải các chị ơi. Anh ơi cho em cái size M đi. Quần mã Q62 cho em cái size M. Q89 cho em là quần sóc bò nhá. Đây. Rồi lên cái quần legging rồi các chị nè. Quần legging này mình sẽ lên cho em là mã sẽ là Q60. Legging xịn sò nha, chất rất là đẹp nha. Chị nào lấy quần này mình sẽ lên đúng mã quần cho em sẽ là Q60 cho em nha các chị ơi. Q60 và kèm size giúp em nè. Quần này có chị nào nhận được hàng này nhà em chưa? Quần này em có từ size M, M, L, XL và 2L. Các chị quần này size M. M là các chị dưới 52 cân, L dưới 54, 55, XL dưới 56, 57, 58 và 2X là các chị dưới 60 cân, mình chốt đơn cho em. Legging dài nhá, chất umi nhá và giá cực kỳ là rẻ, 115.000 một quần cho em. Và hàng của nó ấy sẽ nằm trong cái túi xịn sò cho em như thế này, thấy chưa? Túi cực kỳ là xịn sò luôn mà giá chỉ có 115.000 một quần. Cứ comment đúng mã cho em quần này sẽ là Q60. Chị nào lấy Q60 thì mình lên đúng mã cho em nhá. Quần đấy đâu em lấy cái size M. Q60 và kèm size giúp em 115k. Trời ơi. Hôm nay chị vừa nhận được cái quần này co giãn thoải mái đúng không? Mặc nó rất là sướng. Chất mát lạnh. Mặc cái thời tiết như thế này là quá là ok luôn. 115.000 ạ. Cứ comment đúng mã cho em sẽ là Q60. 115k và kèm size cho em nhá. Đầy đủ các size. Chị nào lấy size nào mình chốt size đấy giùm em. Được chưa? Ví dụ như size M là các chị dưới 52, size L là mình dưới 54, size XL là mình dưới 56, 57 và size 2X là mình dưới 60 cân cho em, mã là Q60. Cạp của nó là cằm nhũ cho em, bản cằm nó rất là dày như thế này cho em này. Đấy, được chưa? Q60 cho em nhá. Lên đúng cú pháp cho em sẽ là Q60 và giá cho các chị là 115k. Được chưa? Cứ lên đúng mã cho em sẽ là Q60 cho em ạ, 115.000. 115.000 nha chị Mộc Lan ơi, 115k, được chưa? Lên đúng cú pháp giùm em là có đơn nhá, 115.000. Có mấy cái áo da ở đằng sau ấy, vứt ở đây chị xả nốt đi, áo da lôm côm ấy. Nhìn hàng cho em nào. Được chưa? Hàng này không, đằng sau em ấy, hàng này tầm 300-400. Hàng này các chị mua ở ngoài tầm 300-400 ấy, một quần ấy. Em lại tặng nốt cho các chị luôn là 115.000 một quần nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là Q60 cho em, 115k, đầy đủ size. Ai lấy size nào mình chốt size đấy giùm em là có đơn nhá, 115.000. Cạp rất là dày đấy, các chị yên tâm là ngồi nó không bị thừa cái ngắn mỡ đâu. Chị nào sinh xong em bé các thứ là không lo bị mặc có lộ bụng hay không, mặc có thừa cái ngắn mỡ hay không nhá, được chưa? Comment đúng cú pháp cho em sẽ là Q60, 115.000. Áo da này còn ít này. Cứ chốt cho khách, khách này bảo không vừa. Áo da nha các chị ơi, được chưa?
áo da này các chị sẽ comment cho em này là lộc 10. Lộc 10 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Áo da nói chung nó có đầy đủ các mẫu như thế này. Và em sẽ tặng cho các chị áo da luôn 89.000 cho em, được chưa? Có cả áo da, có cả áo kaki như thế này. Nói chung là xả lỗ luôn nhá. Lộc thì gọi chỉ bán để lấy lộc cho các chị, lấy tương tác với khách hàng thôi, được chưa? 89.000 đồng cho em. Comment đúng mã cho em sẽ là lộc 10. Kèm size. Nhưng mà cái này em thấy 89.000 quá rẻ rồi. Các chị mà không may mình mua về mình không mặc vừa, mình đi cho hay là mình cho người nhà, các chị cũng sướng đúng không? Quá rẻ. Được chưa, em nhập vào con này hơn 300, 400 mấy rồi, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là lộc 10 các chị nha. Chị nào lấy lộc 10 thì mình lên đúng cú pháp cho em là được. 89.000 đồng cho em áo da nhá. Có cái có thể là nó bị mất cái lông do quá trình vận chuyển, hoặc là do quá trình ví dụ như em chuyển kho các thứ, nó có thể bị mất cái lông. Thì các chị về mình cũng phải hoan hỉ cho em nha các chị ơi. Tại vì bán có 89.000 là quá rẻ rồi. Nên là mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ thôi nha. Mỗi chị chỉ cần cho em xin một nút chia sẻ là ok. Và hứa lên 500 thì sẽ tặng các chị một mã tri ân nha. Lên 500 em sẽ tặng cho các chị một mã áo kiểu giá rất là rẻ, 39.000, hứa. Ở dạng đây là mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ để mình lên một cái mã áo kiểu em sẽ tặng các chị với giá chỉ có 39.000 thôi, đúng chưa các chị? Ôi, lộc 10 nhá, số lượng ít. Nên là chị nào ngày mai mình chốt đơn lỡ may nó có hết thì mình cũng phải hoan hỉ cho em nha các chị ơi. Tại vì hàng lấy đâu ra mà nhiều, đúng không ạ? Ít thì mới dám bán như thế này, chứ nhiều bán như thế này là phá sản. Là phá sản thật đấy các chị ơi. Thấy chưa? Comment đúng mã cho em là lộc 10 nhá, 89.000 hết hàng. Lên đúng cú pháp cho em là ok nha các chị nha. Lộc 10. Ai lấy lộc 10 thì mình chốt là lộc 10 dùm em. Cắt hộ chị cái khuyết này. Cứ lên đúng mã cho em là được nhá. Cái này này, cái này em cũng còn ít nha các chị. Quần chip này các chị nhớ không? Em còn ít. Và em sẽ tặng cho các chị là tặng rẻ luôn nhá. Quần chip gen đúc C6 á. Em tặng cho cả nhà luôn 128.000 10 quần luôn. Mã C6. Ai lấy C6 thì mình chốt C6 dùm em nhá. 128.000 10 quần C6 và kèm size. À cái này chỉ có đúng một size cho em. Và form các chị 65 cân vẫn ok. Được chưa các chị ơi? Comment đúng mã cho em sẽ là C6 nhá. Và giá cho các chị là 128.000 10 quần. Ôi, đẹp như thế này là 128.000 này. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhá. Hàng em không về nữa, Trung Quốc nó ngừng rồi. Thôi còn độ tầm mấy chục hộp bị hoàn về. Nên là em tặng nốt cho các chị là 128.000 10 quần, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là C6 á chị nhá. C6 và kèm số điện thoại cho em, được chưa? C6. Chị nào lấy C6 thì mình lên đúng cú pháp cho em là có đơn nhá. 128.000 10 quần. Cứ lên đúng mã cho em là C6 là ok. 128.000, trời ơi, giá quá rẻ các chị. 128.000 128.000 10 quần. Comment hộ em sẽ là C6 nhá. Ai lấy C6 thì mình cứ chốt là C6 dùm em. Rẻ nhờ. Bao rẻ cho các chị rồi cái quần này. Quần này các chị mà không lấy thì đúng là tiếc. Tiếc hùi hụi luôn. Tiếc cực kỳ luôn cái quần này cho em ấy. 128.000 nhá, 10 quần cho em. Comment đúng cú pháp hộ em là sẽ là C6 á. Ai lấy C6 thì mình cứ chốt là C6 dùm em nhá. 128.000, 128.000 10 quần. Trời ơi, em search lại xem có đúng không đấy. Giá này là chết rồi. Bán như giá này là chết. 128.000, được chưa? Comment đúng mã cho em mã này sẽ là C10 các chị nha. C10. Ai lấy C10 thì mình chốt là C10 dùm em. Hết hàng, à quên C6. Mã này mình sẽ chốt cho em là C6 nhá. C6. 128.000 10 quần. Ai lấy C6 thì mình cứ chốt là C6 dùm em. 128.000 nhá, 10 quần luôn. Rẻ đúng không? Lên lên các chị lên 500 đi, tặng một cái mã tri ân, một cái mã yêu thương luôn. Lên quần vải cho em nhá. Lên quần vải, lên quần vải đi. Quần vải này các chị sẽ chốt cho em mã này sẽ là Q
Còn vải này mình sẽ đem cho em là Q. Anh ơi xếp lên cái đúng quần này là Q62 không? Quần vải 111X Q62. Quần này mình lên đúng mã cho em sẽ là Q62 nhé. Em có size SML XL. SML XL cho em nhé. Quần này các chị sẽ comment đúng mã cho em sẽ là Q62. Có size S, size M, size L và size XL. SML cho em. SML XL cho em nha các chị ơi. Ví dụ như là size S là các chị dưới 49-50 cân, size M mình dưới 52 cân, size L mình dưới 54 và size XL mình dưới 56 cân cho em. Và giá cho các chị là 125.000 một quần. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q62 nhé. Có nâu, có ghi và có đen. Nhưng mà chủ yếu là khách nhà em chốt màu đen nhiều lắm, cực kỳ nhiều cái mã quần này luôn. Q62 cho em. Cái này có 2 cúc. Các chị thấy sướng đời chưa? Chít ly này. Nói chung mặc cái quần này bao xinh, bao đẹp. Và giá cho các chị là 125.000 một quần. Comment đúng mã cho em sẽ là Q62. Kèm size giúp em nha. Và kèm màu luôn. Có nâu, có đen và có ghi như thế này. Trời ơi, tây cực kỳ, có chít ly đó chị này. Chít ly xì nhá. Nhưng mà màu đen các chị nhìn sẽ không rõ đâu. Màu rất là tây cho em. Và giá cho các chị là 125.000. Hàng này không phải chất vớ vẩn lung tung nhá. Chất này quay máy ra không biết xù, không biết nhão là gì. Khách nghe mặc 3, 4, 5 quần này mùa nào cũng mua. Đấy, em đang mặc là size M. Được chưa? Comment đúng cú pháp cho em sẽ là Q62. Và giá cho các chị là 125.000. Có đen, có ghi và có nâu. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Quan trọng các chị nhìn hàng này. Hàng mặc lên form nó phải đẹp. Được chưa? Chứ hàng mặc lên form xấu thì không chơi. Các chị nhá, đầy đủ size. Đến khoảng độ cho em là 56 cân đi. 56 cân là các chị mặc XL cho em. Được chưa? 125.000 nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là Q62. Chị nào lấy Q62 thì mình cứ chốt là Q62 cho em. Được chưa? Em sẽ mặc thử màu nâu này. Này, anh ơi cho em cái màu nâu. Size M. Cái màu nâu của quần này size M đi. Q62 cho em nhá, 115k. Em sẽ mặc sang màu nâu và mặc với áo sơ mi trắng cho các chị xem. Mặc màu nâu và mặc với sơ mi trắng thì còn gì bằng đúng không? Cô giáo. Cô giáo này. Chà. Chị xin cốc nước. Comment đúng mã cho em sẽ là Q62 nhá. Và giá là 125.000 cho em. 125.000. Xinh cực kỳ, các chị nên mua đi mọi người ơi. Rất là rẻ rồi, có 125.000 thôi. Bình thường nếu mà các chị may một cái quần đã là hơn 200 rồi, đúng không? Chất này nó rất là dày. Dày mà đẹp. 40 cân mặc được, thoải mái luôn cho em. Em sẽ mặc với cái màu nâu nhé. Mặc với cái quần màu nâu đi. Là dáng lên rất là đứng người. 40 cân mặc cho em size S. 40 cân mặc size S thôi. Được chưa? Quần thì các chị cứ chốt cho em là Q62. Đấy, lên 500 rồi. Tặng một mã kiểu 39.000. Đây, sẽ mặc màu nâu nhá. Ờ, đây. Này, cắt khuyết cho chị. Lại phải cắt khuyết à mọi người. Lại phải cắt khuyết à. Áo mình sẽ comment cho em là M31. Quần sẽ là Q62. Chị nào lấy quần thì mình cứ chốt là Q62 cho em. Được chưa? Giá rất là rẻ rồi. 125.000. Quá rẻ. Khách xỉn em lấy nhiều. Khách lẻ lấy nhiều. Inbox lấy nhiều. Nói chung là nhiều con quần này. Chị nào chị cho chị 2 cái này. Chị mua đồng nghiệp này. Cho chị 3 cái này. Check tin ngắn quần này mệt luôn. Mà mặc nó rất là sướng. Không hề bị nhăn. Nó mặc lên form rất là chuẩn. Đúng không các chị ơi? Đấy, quần cho em nhá. Mông quần mặc lên nó rất là gọn, cái mông thì cái mông mình rất là căng, eo thon như thế này. Ở ra áo là 89.000 cho em. Quần sẽ là Q62. Bây giờ em sẽ mặc sang màu nâu. Mặc sang màu nâu cho các chị xem nhá. Trời ơi, quá rẻ rồi. 125.000, khách hàng không tranh thủ mua thì mua cái gì, đúng không các chị? 125.000 cái quần vải rồi. Mà cái này có cả 2 nút cho em, 2 cúc. Nhìn cái eo, cái chỗ đây eo nó rất là bé luôn á. Cực kỳ là bé nhá. Em sẽ mặc sang màu nâu cho các chị xem.
chít ly màu nâu thì các chị nhìn rõ ràng hơn đấy, tại vì nó có từ từ nha. Màu nâu. Không phải, không phải nhưng mất thương. Hả? Đây con này nha. Ừ. Không. Hả? Con này có bán rẻ hơn. Cái con sơ mi trắng không nhỉ? Cả 29.000 luôn. Cả đây kia nó cái này mặc thì không mặc luôn. Xuyên chất đẹp mà. Mặc màu nâu nhìn béo hơn đấy các chị nhỉ. Có nhìn như kiểu học sinh ấy ta. Nhìn như em như gái mới lớn ấy. Đây các chị nhìn mông. Cái này đang có cái mác ở trong nha. Đẹp nhờ. Em nói thật là chị nào ấy mà thích mặc cái kiểu cái người mình nhìn nó to, nhìn nó ăn gian. Ví dụ chị nào gầy thì mình mặc sang cho em màu nâu. Còn nếu mà mình thích cái mặc nó kiểu nó mình nhìn cái mình nó nhỏ nhỏ người thôi, mình béo rồi mình thích mặc cái nào nó gọn gàng, mình có thể mặc cho em màu đen, hoặc không thì mình có thể mặc cho em màu nâu. Nói chung là màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh, được chưa? Quần này có 125.000 thôi, chị nào không lấy thì lấy cái gì, đúng không? Tao em nhìn mặc cái quần màu nâu đâu các chị nhìn form này. Em thì từ lớn đến bé chưa đo eo thì chắc chắc cũng tầm 70. Anh comment đúng mã cho em sẽ là Q62 cho em, đúng không? Q62 cho em đẹp nhỉ. Hai cái cúp nhìn cái eo của chị nó rất là thon, có 125.000 thôi. Có đen, có nâu và có ghi. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đen lại. Móc lại cho chị cái quần ra móc đi, quần màu đen ra móc đi. Comment đúng mã cho em sẽ là Q62 nhá. Không lấy các chị sẽ hối hận, được chưa ạ? 59 cân thì tí nữa em sẽ lên một mã mà 65 cân vẫn vừa. 65 đến 70 cân vẫn vừa. Tí nữa em sẽ lên một mã cho các chị luôn. Còn mã này chỉ dưới 56 cân cho em thôi. 56 cân các chị nhá. 56 cân là ok. Đấy, nguyên cả một cây đi nào. Quá xinh, đúng không? Quá đẹp luôn. Không thể chê ở đâu được các chị ơi. Đẹp nhỉ. Từ cái mông quần đến cái eo. Quá đẹp luôn. Eo thì bé, mông thì căng, nói chung mặc cái quần này rất là đẹp rồi. Chị nào mà không đấy đừng hối hận nhá. Đấy, em đã mặc là size M rồi đấy. Size M nhá. Rồi. Em đã mặc là size M. Các chị đừng có căn theo form người em. Form của người em á, tức là em là eo nó rất là to. Em khoảng độ là 51 cân. Nhưng mà các chị đừng có căn theo em, không về là bảo ừ chị bằng cân của Lài. Lại mặc size M, chị mặc size M không vừa, hay chị mặc size M nó bị rộng. Tại vì chị cao em thấp, tại vì chị gầy hơn, tại vì là chị thấp hơn em. Đấy, nói chung mình phải căng theo cái vòng eo và các chị mặc quần ở nhà như thế nào thì mình cứ chốt thêm xem cho em như thế là được, được chưa ạ? Q62 cho em 125.000 nhá, có đen, có nâu và có ghi. Đen nâu ghi cho em, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng tây. 125.000 một quần. Ok, em sẽ lên mã lớn nha. Rồi. Sẽ lên mã lớn nữa các chị. Được chưa ạ? Còn này sẽ là Q62. Được chưa các chị ơi? Có cả màu đen này. Minh ơi, cho chị cái mã cái gì nhờ? 471 hay 730 có size 5XL ấy. Cho chị cái mã đấy đi. Đẹp, nên mua các chị ạ. M31 là sơ mi em đang mặc. Quần là Q62. Có đen, có ghi và có nâu. Được chưa ạ? Và giá cho các chị là 125.000. Lâu lâu em mới mặc màu nâu nhá. Nhìn mặc màu nâu nó rất là tây, nó rất là tươi, nó rất là sáng. Anh nhìn người mình có năng lượng luôn các chị ơi. Sơ mi là 89.000 đồng. Được chưa ạ? Rồi em sẽ mặc xong một cái mã quần mà 75 cân, 70 cân đi. 70 cân thôi. Vẫn ok nhá. Được chưa ạ? Rồi các chị lên con này lườm lườm như thế này. Trời ơi. Cái này có cả dài tay. Dài tay mình sẽ comment cho em là M32 nhá. Và nhà em chỉ cần comment đúng đủ một lần là ok. Nhưng lần nào lên mã là đều phải cho số nha mọi người. Minh nó về à anh? Anh bảo nó về à? Comment đúng mã quần cho em là Q62 nhá. Đẹp quá. Màu nâu này, màu đen và màu ghi này.
Được chưa? Chị nào lấy Q62 mình cứ chốt cho em. Màu nâu đẹp mà, đi lấy hai cái đi làm cho em. Thứ hai đầu tuần chủ nhật cuối tuần. Đấy, thay đổi cho em nhá. Hứa lên 500 đúng không? Em tặng cho chị mã này 39.000, được chưa? Mày yên tâm nhá. Cái đường chỉ may nhà em rất là chắc chắn nhá. Không bị bục chỉ, không bị giàn chỉ, không bị đứt chỉ, không bị cắn chỉ. Mặc may rất là chắc chắn cho các chị, được chưa? 62 thì bao nhiêu cân, cái này nhà em chốt theo cân. Còn eo nói chung là nó sẽ xem nhau. Mình bền mình cứ là chích đi để ok nhé mọi người ơi. Rồi, áo kiểu này em là bán tặng cả nhà luôn, áo kiểu này cho em. Áo kiểu vải xốp cho em nhá. Em đang mặc là size M. Cái này áo kiểu này mình sẽ lên cho em là K69. Em tặng cho các chị áo kiểu này là 39.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em áo kiểu này là K69. Em có cam, có vàng mà có kem 39.000. Và có cả thêm cho các chị màu trắng luôn, được chưa? Cái này mình mặc trễ vai, lên vai, xuống vai đều ok, mà giá chỉ có 39.000 đồng cho em thôi, được chưa? Tay của nó là tay lỡ kết hợp với quần sóc, quần ngố, chân váy đều ok, 39.000. Cứ lên đúng cú pháp cho em sẽ là K69, 39.000 một chiếc, được chưa? Áo trắng là M31 chị nha. Chị nào lấy áo kiểu mình sẽ comment cho em là K69, 39.000 đồng. Giá chưa bao giờ có cho các chị mã này đâu, em còn chưa cả bán nhá. Chưa cả bán giá mới mà lại bán tặng các chị có 39.000 đồng thôi. Hay là mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ livestream nha mọi người ơi, được chưa? Màu nào cũng đẹp nhở, trễ vai, các thứ đều ok. Và giá này chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ không có giá này nhá mọi người ơi, 39.000. Sơ mi như thế này, tay dài, mã là M32. Còn áo em mặc là M31, cọc tay là M31, dài tay là M32, quên đấy. M32 99.000, M31 89.000, thấy chưa các chị ơi? Có cả trắng cả vàng cho em nhá, ba hàng Quảng Châu luôn, K69 nhá. Chị nào lấy màu nào mình cứ chốt màu đấy cho em nhá. Ưu tiên tài khoản nào chia sẻ live stream. Tại vì giá này tặng cho các chị mà 39.000 đồng thôi. Em sẽ lên mã quần to nhá. Quần to thì các chị 57, không, 65 cân vừa, thoải mái. Tại vì có size 5XL cơ. Rồi lên mã quần size to nhé. Kéo rồi bán bao nhiêu tiền? 39.000. Đây là quần size to ấy. 730. Quần này mã size to ấy chị này. Cái size 4XL 50 ở chân. Ừ. Size này yên tâm. Em bảo rồi, chị nhà em á đang mang bầu á. Nói chung là khoảng 65 cân ok. Hay cô em 65 cân thoải mái các chị nhá. Đối với cái quần vải size to này 5XL là các chị cứ khoảng độ an toàn nhất cho em là từ 63 cân đến khoảng độ là 70 cân là mình mặc size 5XL là ok. Nhưng mà mã quần này chỉ có đúng duy nhất một màu đen nha các chị. Tại vì đã làm size lớn ấy thì chỉ làm màu đen thôi. Màu nâu thì mặc nó sẽ là chuẩn chỉnh hơn màu đen. Mã này là mã mới hay mã cũ nhỉ? Ừ. Hình như là Q78 cho em nhá. Quần này các chị sẽ lên cho em là Q78. Quần này em là sẽ có size S, size M, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL và form. Khách hàng dưới cho em là 70 cân vẫn ok, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q78 là ok đấy chị nhá. Q78 á. Chị nào lấy Q78 thì mình sẽ chốt là Q78 cho em. Q62 em có 3 màu đen, nâu, ghi, được chưa? Và mình sẽ comment cho em quần này sẽ là Q78. Em đang mặc là size M. Size M ấy chị nhá. Size 5XL là 65 cân đến 70 cân ok. Và giá cho em quần này 115.000 cho em. Cái này là ống cao, ống thấp nha các chị. Đấy, ống của nó sẽ là ống cao, ống trên. Đây, ống cao, ống thấp như thế này. 115.000 thôi. Comment đúng mã cho em sẽ là Q78 là ok. 115k nhá. Có đầy đủ size ấy. Chị nào mà bảo là chị đang ghen tị với những chị mà có size bé ở đây, em sẽ đọc lại size cho các chị chốt. Size S là dưới 50. Size S là dưới 50. Size M là mình dưới khoảng độ cho em là 50 không? Size M là dưới khoảng độ cho em là
size S là dưới 50, M là dưới 52, L là dưới 54, XL là dưới 56, 57, 2X là dưới 57, 58, 59, 3X là 60, 61, 62, 4X là khoảng độ 65, 66 và 5X là khoảng độ 70 cân cho em nhá. 70 cân vẫn ok. Không phải quần này là quần chín tắc, mà quần này ý, nhìn các chị thấy là nó bị cặp cao tà thấp, nên là nhìn các chị nhìn thấy ngắn. Đây, những cái bàn thấp của nó xuống mạnh đây cơ mà. Được chưa? Comment đúng cú pháp hộ em sẽ là Q78 115.000 cho em. Đầy đủ size nhá. Chị nào lấy size nào mình cứ lên đúng cú pháp cho em là có đơn 115k nhá. Q78 em size giúp em là được. Ai lấy size nào mình cứ lên đúng mã cho em là được nhá. 115.000. Đấy, cứ lên đúng mã cho em sẽ là Q78. Còn áo này các chị sẽ chốt cho em là K69 này, 39.000 đồng. Rẻ bèo luôn, đúng chưa? Có trắng, có cam, có kem và có vàng. Cái chất liệu của nó là vải xốp cho em nhá. Đúng chưa? 39.000 đồng. 39.000 đó chị ơi. Đấy. Comment đúng mã cho em sẽ là K69. Chị nào lấy K69 thì mình chốt là K69 cho em nhá. K69 á. Áo khoác là 89.000 đồng. Đây các chị ơi, màu vàng này, đẹp đúng không? Trễ vai. Màu nào cũng đẹp, 39.000, K69. Áo sơ mi em mặc sẽ là M31. Chị nào lấy sơ mi em mặc sẽ comment là M31 cho em nhé. Lên tiếp cho các chị ạ. Đây là các chị một mã không rộng đi. Chưa có mã không rộng nào đúng không? Không này các chị sẽ lên cho em là A78 nha. Trời ơi, chất này thì không cần suy nghĩ luôn. Phòng này mình sẽ comment cho em là A78 cho em. A78 em có xanh đậm, xanh nhạt, có đen và có trắng nha. Trời ơi, A78 cho em nha các chị ơi. A78 và giá cho các chị là 89.000. Cứ lên đúng mã cho em sẽ là A78 nhá. 89.000 đồng cho em. Đấy. Quá xinh luôn. Form dáng của nó là cái này là underwear. 89.000 đồng cho em nhá. A78 và kèm màu. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp, 89.000. Lên đúng mã cho em là được nhá. 45 cân đến 65 cân. Có đen, có xanh, có trắng. Xanh đậm, xanh nhạt, được chưa? Có quần ngố 63 cân, 63 cân không có quần ngố vừa đâu chị ơi. Màu trắng này em này. Màu xanh đậm, màu xanh nhạt, được chưa? Lên đúng cú pháp sẽ là A78, 89.000 đồng cho em. Nói chung là màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng xịn sò, chất nó dày dặn cực kỳ luôn. Được chưa? Comment đúng cú pháp hộ em sẽ là A78 nhá, 89.000 đồng. Đấy. Tình yêu nào mà lấy thì mình lên đúng mã cho em sẽ là A78 cho em. Túi xịn, form dáng rộng, màu nó rất là tây luôn. 89.000 đồng nhá. Lên đúng mã hộ em sẽ là A78, 89.000. Trời ơi, cái phong cách này đi chơi quá là đẹp luôn. Thêm một cái túi kiểu bụi bụi một tí nữa. Thêm một cái khẩu trang thì modern luôn luôn các chị ơi. Lên đúng cú pháp cho em sẽ là A78 các chị nha. 89.000 đồng. Màu đẹp, màu nào cũng xinh, màu nào đều rất ok luôn. 89.000 nhá. Em có trắng này, có xanh, có đen, xanh đậm, xanh nhạt. Lên đúng mã là A78, 89.000 đồng. Cái màu xanh này nó xịn cho các chị nhìn bên trong này. Cái vải của nó rất là đẹp luôn. Form nhỏ các chị ơi, có luôn. Form nhỏ, form to thì nhà em có hết. Tất cho các chị luôn. Được chưa? Lên đúng cú pháp của em sẽ là A78 cho em nhá. Áo khoác đấy là 89.000 chị ạ. Khoác đấy thì các chị có thể chốt cho em sẽ là N3. Chị nào lấy áo khoác đấy mình sẽ comment là N3 cho em. Được chưa? Và giá cho các chị là 89.000. Có size M, L, XL. Còn chị nào lấy áo khoác này, áo phông này mình sẽ comment cho em là A78. Xem cái phông. Phông vừa thì có phông này. Phông vừa luôn. Hay là sau Tết các chị gầy đi đấy.
màu trắng còn ít đây, màu trắng hết rồi. Màu trắng cho chị ấy mỗi màu 10 là hết. Thế còn mỗi màu đen thôi. Mã này em còn mỗi màu đen nhá, trái tim. Mã này mà. Ờ cho em xin mã luôn đi. Mã này em còn mỗi trắng hên thế. Trắng đẹp nhất còn mỗi trắng. Hả? A137 rem các chị ơi, hên. Cái gì màu trắng đẹp nào. Tặng các chị nốt nhá. 49.000. Ôi. Đen còn 10 cái để cho khách là hết rồi. Đen hết đen nhá. Màu này em bán mỗi trắng thôi. Trắng đẹp mà. Em nghĩ màu này trắng hết nhưng mà thực ra màu này trắng vẫn đang còn. 49.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là A147. 49.000 đồng cho em. Trời ơi, theo với trái tim này. Đó. Đồng hồ này em mua ở ngoài tiệm. Các chị ạ. Comment mấy chục thôi. Nha các chị ơi. Thì mình bán đồng hồ này mình chỉ bán fake thôi. Đấy. A147 hay là A137 anh? A137 cho em. Trời ơi, 49.000. A137 các chị ơi, 11137. Sorry mọi người nhá. A137 ạ. Loạn này, hôm nay hơi nhã rồi. Chị nào lấy A137. Mình sẽ comment đúng mã cho em nhá. Em sợ em nhiều mã em đọc sai giá. Trời ơi, xinh quá. 49.000 một chiếc, được chưa? Comment đúng cú pháp của em sẽ là A137. Màu trắng đẹp nhất. Thôi còn mấy chị nào lấy đen thì cứ chốt đen thì cũng được. Em giảm bớt rồi hay nhớ cũng được. Đen. Thôi chốt cho khách được thì tôi tham. Còn màu nào các chị chốt đấy. Ai xin nhé, con này có ít hơn ít hay nhiều. Đẹp. Các chị cứ lên đúng mã cho em là A137 nhá. Đẹp. 49.000. Không ai bán giá này được các chị rồi. Không ai bán giá quá rẻ như thế này. Một cái áo phông như thế này rồi có 49.000 đồng. Lại còn thêu chất lại dày. Đấy. Phun tay dài hôm qua em hết hàng rồi nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là A137. 49.000 phông vừa đây. Chị nào mà thích phong vừa thì mình chốt mã này. Vừa xinh, vừa trẻ, vừa đẹp, có thêu hình đơn giản nhẹ nhàng. Được cái mình mặc đôi đều ok. Được chưa các chị ơi? Comment đúng mã cho em sẽ là A137 cho em. Trời ơi. Chất này. Đẹp như thế này. Có 49.000 đồng. Tranh thủ lấy hai cái các chị về vào mặt. Chất nó mát cực kỳ. Đấy thấy cái màu trắng của nó chưa? Rất là tây, rất là nhẹ và rất là đẹp đúng không? 49.000 đồng cho em nhá. Comment đúng cú pháp của em là có đơn. Rồi em lên áo khoác cho các chị luôn. Áo khoác mã là N3. Em thật sự cái mã này ấy mọi người, em mặc từ năm ngoái đến năm nay em vẫn đang mặc một cái áo màu tím than. Và cái áo này em đi thẩm rất nhiều chất. Nó trên thị trường nó cứ gọi là chất kim cương. Cái này nhà em không phải chất kim cương nhé mọi người. Chất kim cương là chất nó mỏng hơn và mặc nó kiểu nó hơi bị thô. Chất này không phải chất kim cương. Chất này nhà em là hàng thông hơi, chất vải thông hơi. Còn chất kim cương các chị sờ ấy thì nó sẽ làm mỏng hơn và cái mặc lên nó sẽ bị nhám hơn nha các chị. Nó bị nhám hơn, được chưa? Và mình sẽ comment áo cho em sẽ là N3. Áo chống nắng nhà em có từ size M, L, XL. Em đang mặc là size L cho các chị đây. Ví dụ như size M là mình dưới 52 cân là mình mặc ôm, thích mặc rộng thì tầm 50 cân. Size L mình dưới 54 và size XL mình dưới 56, 57 cân cho em, được chưa? Áo chống nắng nha em thì đắt hơn. Cũng không phải là đắt quá. So với cái giá mà cái chất này thì cái giá này quá rẻ. Nhưng mà so với chủng loại, tại vì hàng này có nhiều loại nhá, là giá nha em là nhỉnh hơn. Tại vì hàng đẹp hơn thôi, đúng ạ. Comment đúng mã cho em sẽ là N3. 89.000 một cái áo nắng thông hơi cho em. Được chưa các chị ơi? Có size M, L, XL. Chị nào lấy N3 màu nào mình chốt cho em. Có xanh dương, có xanh than, có ghi, có hồng, 4 màu thôi. Năm nay không có đen nhá mọi người. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là N3 hộ em. Đây. Các chị cứ mua đi, mua hai cái áo đi. Một cái áo hàng rẻ hơn, một cái áo hàng nhà em đi. Được chưa? Có size này. Nó làm size cho các chị như thế này, dập logo màu ở đằng sau. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy.
Và hàng của nó sẽ là nằm trong một cái cuộn rất là xịn sò luôn, 89.000 đồng cho em nhá. Ôi mặc size L nó lại hơi rộng. Ở dạng XL hơi rộng quá. Comment đúng cú pháp của em sẽ là N3 nhá. Chị nào lấy N3 thì mình cứ lên đúng mã cho em là được. Áo này nó sẽ là đựng trong một cái túi chuẩn giống như hàng uni ấy. Áo này bán rất là nhiều, đợt nắng lên thì bán con này cực nhiều luôn rồi. 89.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em là N3. Chị nào lấy N3 thì mình cứ chốt là N3 cho em và kèm màu 89.000. Nắng thông hơi. Ở dạng cứ lên đúng mã cho em là N3 cho em nhá. 89k. Mặc ban đêm cũng được. Các chị trong Sài Gòn mua nhiều lắm, mua đủ màu luôn. Được chưa? Ban đêm các thứ đều ok. Comment đúng mã cho em sẽ là N3 nhá. 89.000 đồng cho em. Được chưa? Chị nào lấy N3 thì mình chốt là N3 hộ em nhá. 89k. Rồi lên cái này cho các chị luôn. A39 các chị ơi. Đây con phong đóc này. Phong đóc, phong đóc. Comment đồ em phong này là A39 nha. Chị nào lấy phong này mình sẽ comment là A39 hộ em này. A39 hộ em phong đóc. Mẹ em ổn quá. Mã này nó làm là phong con chó cười. Comment đồ em sẽ là A39 các chị nha. Áo phong hot dog A39, 89.000 đồng. Thông hơi thì nó chỉ có một lớp thôi chị. Cái này em sẽ có màu kem và màu xanh thôi. Chỉ có đúng hai màu các chị ơi. Kem và xanh, 89.000 đồng cho em nhá. Comment hộ em sẽ là A39. Và giá cho các chị là 89.000 đồng. Có xanh và có kem. Trời ơi. Nhìn cái hàng nó đẹp chưa? Cái hình nó cute chưa? 89.000 đồng cho em nào. Nhìn cái mác nào. Nhìn cái tem này nhìn nó vắt sổ cho các chị này. Được chưa? Mặc cái này khi nào mới biết nó hư đúng không? 89.000 đồng cho em. Trời ơi. Form thoải mái cho em như thế này. Comment đúng mã cho em sẽ là A39 và kèm màu cho em các chị nha. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy là có đơn đi các chị ơi. Có 89.000 đồng thôi. Rẻ chưa? Form này ở ngoài chợ đang bán buôn 100 cơ. Đang bán buôn 100 nhá. Em lại bán cho chị 89.000 đồng cho em. Chắc quá đây. Xinh, xịn sò. Màu rất là tây đúng không? A39 đẹp nhở. 89.000 cho em một cái móc gỗ đi. Cái này có hai màu thôi à? Hai màu này có nhiều không? Chị chốt nhiều lắm. Mỗi màu hai, mỗi màu 15 đấy chị nhá. Cái này em chỉ có mỗi màu 15 thôi. Trời, thấy chưa? Xinh chưa? Ở đúng hai màu thôi. Hàng giới hạn nhá. 89.000 đồng cho em màu kem đẹp mà. Màu kem rất là tây. Comment hộ em sẽ là A39 các chị nha. Chị nào lấy A39 thì mình cứ chốt A39 cho em. Và giá cho các chị rất là rẻ rồi. 89.000 đồng rồi. Quá rẻ rồi. Nhanh tay thì được mà chậm tay thì thua. Ơ. Comment đúng cú pháp hộ em là A39 cho em nhá. 89.000 đồng cho em. Trời ơi. 89.000. 339. Em sẽ mặc xong màu xanh cho các chị xem này. Màu xanh cũng đẹp nhá. Màu xanh tây mà. Viền rất là đẹp, viền super. Đấy. Super cho các chị như thế này, viền này. Xịn sò luôn nhá. 89.000 đồng chất quá ok luôn, hàng Quảng Châu cao cấp. Mỗi một cái túi nó sẽ đựng hàng như thế này cho các chị luôn. Meli cuộc đời chưa? Quá meli. Ô mê lý, mê lý luôn. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là A39. Lên đúng mã cho em nhé mọi người ơi. Và lưu ý cho em là phải kèm số nhá. Chị nào không có số em không có chốt đơn được đâu ạ. Không có số thì nhân viên nhà em không chốt đơn được các chị được đâu nhá. Hai màu cho em là xanh và kem. Comment đúng mã cho em là được. Lên cho các chị một mã quần ngắn rộng nhá. Ngắn bò rộng. Lên cho các chị một mã quần ngắn bò rộng này. Số là gì vậy? 9999. Ngố bò rộng với chị ơi. Sao? Thì ở nhà nó phân hàng lên công. Thì không để nữa. Bảo đi mua thuốc rồi. Đi mua thuốc rồi chạy luôn. Q87. Ai ốm mà mua thuốc? Q87 cho em nhá. Q87. Chị nào lấy Q87 mình chốt là Q87 cho em. Cái bà kia hôm đóng 1.000 á. Hôm nay là nhắn tin bảo chị lấy 2.000. Lại cùng cùng.
thu thôi. Hai nghìn thì lấy đâu ra mà đóng 2.000 hàng bà ấy chứ. Quy 87 hộ em nhá, 129.000. Size S, size M và size L. Còn em hộ em sẽ là Quy 87. Size S, size M và size L cho em nhá. Hàng Quảng Châu 129.000 này. Comment đúng mã cho em là Q87 hộ em và giá cho các chị là 129.000. Em có size S, size M và size L, được chưa? Chị nào lấy size nào mình chốt size đấy dùm em. Quần sóc em có lên rồi mà, Q89. Còn cái này các chị sẽ chốt cho em là Q87. Ai lấy Q87 mình chốt là Q87 hộ em nhá. 129.000 đồng. Bao hàng Quảng Châu luôn. Và cái quần ngố này là dạng của nó là phong rộng. Phong này là phong rộng nhá mọi người, không phải phong ôm. Chất nó không co giãn, được chưa? Comment đúng cú pháp của em sẽ là Q87 và cái màu của nó rất là tây. Cái màu màu xanh xanh này nó lạ này, màu rất là sang. Cực kỳ là sang luôn, có một màu chị ơi. Màu này nhiều chị sao mà nó màu nó cũ thế em? Không phải đâu. Màu của nó là màu xanh như thế này, màu mới nhá. Không phải hàng năm ngoái đâu. Hàng năm ngoái làm gì em mua được cái quần này giá như thế này. Hàng này toàn 15 16 ấy, trăm năm bán buôn là 150, 160 rồi, được chưa? Comment là Q87, không có màu khác các chị nhá. Có đúng một màu này thôi. Q87 của em ở màu nó ngoài đẹp hơn ấy. Ở trong này ánh sáng ấy nhìn nó xanh quá, chứ ngoài màu nó rất là tây. Chị nào lấy Q87 mình cứ chốt đúng mã cho em là Q87 nhá. 129.000. Q87 cho em là ok. Màu tây mà, cái màu này các chị kết hợp phông đen, phông trắng, phông vàng, nói chung màu ngắm này dễ mặc. Cái màu xanh trắng này này, về nữa chị đừng bảo cái quần này sau nó bị bạc màu nhá. Không phải đâu, màu của nó như thế, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q87 của em. 129.000 Q87. Ai lấy Q87 mình cứ chốt đúng mã cho em là được nhá. 129.000. Sau này nó chị chốt em là Q89 này. Sau này là Q89 nhá mọi người ơi. Chị nào lấy sau này mình sẽ chốt em là Q89, 89.000. Sau này em có size S, size M và size L, được chưa? Chị nào lấy quần sót này mình cứ chốt em là Q89 là ok nhé. 89.000 đồng Q89. Phong đen. Ơ cá mập. Cá mập này có cả màu hồng anh. Lên con cá mập này cho em nhé. Áo khoác thì em còn, còn mỗi hồng. Cá mập này các chị sẽ lên cho em là mã này sẽ là A92. A92 các chị ơi, cá mập. Chị nào lấy A92 thì mình chốt là A92 cho em nhá. Ơ, trang bếp nhà mình có cái nút gọi ngay ấy nhở? Có mà. Có cái nút gọi ngay. Sao lại không được nhở? Comment hộ em sẽ là A92. Có màu đen và có màu hồng. Tặng cho các chị áo này luôn nhá. Đẹp lắm, mình con cá mập với cái bài gì của rap Việt nhở? Ở ngoài cái gì mà Giang Anh là cá mập với gì? A92 tặng cho các chị là 89.000 đồng. Phong Mỹ dáng rộng cho em nhé. Không rộng quá, không rộng quá thùng thình, rộng vừa. Trời nắng mặc áo này quá là mát luôn, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là A89. Đẹp chưa? 89.000 đồng cho em. Con cá mập 89.000 nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là A89. Chị nào lấy A89 thì mình chốt là A89 cho em. A92 89.000. Em có đen và em có hồng, hai màu thôi, hai màu chủ đạo. Hai màu chủ đạo cho em là màu đen và màu hồng và giá cho các chị là 89.000. Comment đúng mã cho em sẽ là A92. Chị nào lấy A92 thì mình chốt A92 cho em nhá, 89.000 đồng thôi. Quá rẻ. Áo chống nắng đấy là 89.000 em, mã là N3. À, ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con, thấy chưa? Có cái bài đó nào. Chỉ có mỗi khách chị nhớ rồi, em chỉ nhớ mang máng. Ai lấy con này mình chốt là A92 cho em nhé. 89.000 đồng. Quá rẻ rồi. Chị Ngọc Ruby năm nay phấn đấu đi. Năm nay quà cuối năm cho các chị không phải là túi nữa mà là một phần quà giá trị hơn nhiều. Được chưa? Dây nè, super nè. Trời ơi. Nó lên giày các chị sướng. Giày em mua không phải là hàng rẻ nhá. Em mua dùng không phải là hàng rẻ đâu. Nên các chị cứ yên tâm. Năm nay cứ cuối năm. Làm cái bill cả năm mình mua khoảng 100 triệu thôi. Là mình sẽ được tặng quà rất nhiều. Được chưa các chị? A92
không phải túi nhá, sẽ là một phần quà giá trị hơn. Gấp lại cái áo đi. Hộ em sẽ là A92. Chị nào là A92 mình chốt giùm em nhá. Rồi lên không? Cái này tặng nữa chị đi. K72. Thế các chị phấn đấu đi để mua được mua hàng nhà em, để còn được tặng nhiều hơn. Ngày sắp tới lại mùng 8 tháng 3 lại có quà cho các chị nữa chứ. Comment hộ em nhá. Mã này sẽ là K72. Và áo này em tặng các chị luôn. K72 em tặng các chị áo này 59.000 nhá. K72. Chị nào lấy K72 thì mình chốt là K72 cho em nhá. 59.000 đồng cho em K72. 59.000 K72. Ai lấy K72 thì mình chốt là K72 cho em nhá. 59.000. Dép em có bán nhưng mà đắt, dép này đắt. Em mua dép này là 380 full hộp. Chị nào mua dép thì phải chuyển khoản trước cho em nhá. Dép này thì đánh nhau hay đi đánh ghen nữa. Thế là phải tới số với bà luôn. Comment hộ em áo này sẽ là K72 và giá cho các chị là 59.000. Con này dưới khoảng độ cho em là 52 cân. Cái này các chị dưới 52, 53 cân là đẹp nhất, được chưa? Tại vì cái dáng này nó chỉ có form dưới 52, 53. 59.000 đồng cho em nhá. Cổ sơ mi phối chất zip này. Ở chung là cái này mặc mùa hè thì quá là ok luôn. 59.000 đồng nhá. Comment hộ em sẽ là K72 và các chị dưới 52, 53 cân là ok, được chưa? 59.000 thôi, cổ sơ mi. Con này các chị quần sóc đẹp, ngố đẹp này, legging đẹp này, chân váy đẹp này, baggy vải đẹp này. Nói chung là quần gì đều ok luôn. Và giá cho các chị là 59.000, được chưa? Anh xem cái hộp của cái quần có đôi dép này đi. Full hộp, full giấy tờ, full bốc tất tật được các chị luôn, 380 một đôi. H1 đây là trần này. Cái hộp màu vàng ấy. K72 cho em nhá. Z thì em sẽ có 35. 35 đến 35, 36, 37, 38, 39. Có 40 à? Set này có size đến 40. Đấy. Các chị nha. Cái đó chị này, Z này xịn lắm. Nói chung là nó là hàng loại 1 luôn ấy. Hàng F1 luôn. Được chưa các chị ơi? Chị nào léo này mình cứ chốt là K72. K72 cho em nhá. 59.000 thôi, tặng nốt các chị 59.000 K72. Dép này khi các chị mua này, nó sẽ là full hộp nhá. Cái này là full box luôn, dép này là full box 380. Đi rất là bền, cực kỳ là bền mà nó chống trơn, chống trượt. Khi các chị mở ra này, bên trong nó sẽ có luôn. Đây là em đôi em mua ấy. Còn chị nào có mua thì em sẽ là mua dùm, nhưng phải chuyển khoản cho em. 380.000 một đôi. Nó sẽ bao gồm cho các chị cả một cái túi như thế này. Được chưa? Và giá là 380.000. Size cái này có đủ màu lắm, có cả màu hồng, màu xanh biếc, màu vàng, màu tím. Nói chung các cái màu đều có cái, nếu mà chị nào mua thì là sẽ chuyển khoản trước cho em. Và các chị thích màu gì em sẽ lấy cho các chị màu đấy. Và mỗi một chiếc dép ấy, nó sẽ đựng trong một cái túi vải như thế này. Nó y hệt hàng ong các chị, y xì, không khác gì hết, được chưa? Cũng sẽ có một cái túi hai bên, mỗi một chiếc nó sẽ nằm trong một cái túi vải như thế này. Cả full box, full hộp là 380.000, được chưa? Và kèm luôn, không bao giờ thiếu. Đây, được chưa? Áo hai da em mặc là 45.000 nhá. A95, đen trắng, kem vàng. Và full giấy tờ như thế này nữa. Đấy, được chưa? 380.000. Cực kỳ xịn, sò. Cái này mà các chị đi du lịch cũng sướng. Đi rất là êm chân luôn ấy. Full túi như thế này cho em nha. Full box, được chưa? 380 một đôi. Chị nào lấy thì mình sẽ là comment hộ em giày dép, cái này là dép và kèm màu đi. 380 được chưa? K72 em này. Bỏ cái này vào đây chị. Để đây. Áo hai dây em mặc là 95, 45.000 nhá. 45.000. K72 ừ. Mình ơi cho chị cái sơ mi sọc này, chị tặng nó cho khách đi. K72 59.000. Áo hai dây em mặc là A95. Mình thôi chị áo dây, áo sơ mi sọc dài tay đấy. Đây, đây, nhìn. Có mẫu ở trên kệ. Đó, mẫu ở trên kệ đó. M15 đi. Đó, thấy chưa, dài tay. Rồi con này tặng nốt cho khách hàng này. Còn mấy con, rồi tặng nốt đi. Ủa, nhiều không?
Con này tầm mấy chục con? 20 sao ấy. Ờ, còn 20. Con này hôm trước về 200 mấy cái. Bây giờ còn 20 cái, em lại tặng nốt 59.000 cho nó gọn nhá. 59.000 đồng cho nó gọn gàng này. Comment hộ em là M15. Em tặng nốt 59.000 nhá. 59.000 M15. Em còn 20 cái, em tặng nốt cho các chị là 59.000 nhá. Sơ mi thô nhưng mà chất của nó rất là mềm. Sơ mi này là thô mềm, không phải là thô cứng, được chưa? Comment hộ em sẽ là M15. Áo đấy là K72 chị nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là M15. Và em sẽ tặng nó các chị là 59.000, được chưa? Cái này 60 cân vẫn ok. 40 cân đến 60 cân là ok. Comment đúng mã cho em sẽ là M15. Và giá cho các chị là 59.000 M15. Ai lấy M15 thì mình lên đúng mã cho em và kèm số điện thoại nha các chị ơi. Cái này mình lưu ý cho em là phải kèm số ấy. Không ai là nhân viên nhà em nó không biết ở đâu nó gọi cho các chị đâu. Lên mã và kèm số cho em. M15 cách số điện thoại cho em nhé. 40 cân đến 60 cân đều ok. Và thậm chí là các chị 65 cân. Nếu 65 cân chị nào cao thì vẫn được. Và giá cho các chị là 59.000. Đổi chặn theo logo cho em này. Cái hình nó rất là xinh, túi thật. Theo logo cho em 59.000 nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là M15. Và giá cho các chị là 59.000. M15 59.000, đúng chưa? Còn bò baggy em chưa về. Mà chị nào lấy con này mình cứ chốt là M15 cho em nhá, quá rẻ, 59.000. 59.000 đồng. Comment đúng cú pháp của em là M15 là ok. 59k. Mấy cái áo khoác nỉ nữa các chị nhá. Áo khoác nỉ thì em còn mỗi màu hồng thôi, thế em sẽ bán mỗi màu hồng thôi nhá. Anh giới thiệu em là N. Số độ em là N50. Áo khoác nỉ. Còn màu gì nhiều? Hồng quá. Xám tím là còn nhiều. Hồng thế thì thôi không bán hồng. Còn tím. Tím với màu gì? Xám ở đây đâu ra? Xám đâu? N50 đó chị ơi. Như có màu xám mà. Em ra ngoài kêu chị xem. Cái này em đưa trên kho bên kia rồi. Áo khoác nỉ này comment cho em mã là N50 đó chị nhá. 79.000. Nhưng em còn mỗi màu tím thôi. Chị nào chốt màu tím thì là sẽ chốt cho em nhá. N50. Và giá cho các chị là 59.000. À 79.000 N50 nhá. Nhưng mà em còn mỗi màu tím. Chị nào lấy tím thì mình chốt tím cho em nhá. Các màu kia em hết rồi. N50. 79.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là N50. Ai lấy N50 thì mình chốt là N50 cho em nhá. 79.000 đồng. Có mỗi màu tím thôi. Chắc rất là dày. Em bảo là nhà em mà bỏ ngọn gàng em. Nhà em mà có không có thêm nhà nữa ấy, thì em sẽ để dành con này sang năm em bán được lãi cao hơn. Tại vì bán trái vụ nó không, nó giá nó rất là rẻ đó chị ơi. 59.000 à 79.000 đồng cho em nhá. Comment hộ em là N50, màu tím này mà. Màu tím này không phải là tím đậm, màu này là màu tím nhạt, màu này nam nữ đều ok. Mà giá của nó rất là rẻ. 79.000 đồng cho em. Nếu mà chị nào đã mua con này là các chị biết rồi. Ờ 79.000 nhá. Comment hộ em sẽ là N50. 79k đẹp. Hàng của nó là hàng G2. Khi ấy chị nhận được hàng nó sẽ nằm trong một cái túi xịn như này cho em. Đây. Các chị cứ hóng đi, hóng về sẽ không bao giờ phải sợ lăn tăn là cái hàng này nó như thế nào. Em nói thật, 79.000 mà các chị mua được một áo khoác thì này quá rẻ. Nếu mà vào vụ em bán con này 200, năm trước cũng bán cái này 200 rồi. Nhưng mà năm nay mua được giá sale thì mới được giá này các chị nhá. 79.000 đồng cho em, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là N50. Đẹp, ấm, cực kỳ, chống nắng ok, chống lạnh được. Ở chợ mình mua rốn mình mặc độ tầm tháng nữa, nó vẫn tháng nó vẫn cứ nhiệt độ như này mà. Quá rẻ đúng không các chị ơi? 79.000 đồng cho em nhá. Em còn mỗi màu tím, chị nào ưng thì mình chốt.
đồ trang và giá rất là rẻ, có 79.000 đồng thôi, bao hàng Quảng Châu nhá. Cái này em không bán hàng may các chị nhá, không bán hàng may nhái, được chưa? Comment đúng cú pháp của em sẽ là N50 và kèm số điện thoại cho em là được. Anh sẽ xem là N52 còn không. Vâng, để bên em nhắc các bạn nhá, N50 5D này. Ừ. Thưa chị, cái áo sọc sọc dài tay. À, cái áo kia kìa. Thế làm cho em một cái mã mới đi. Cái áo này còn không, cái màu vàng cao cổ. Màu vàng cao cổ giống như cái áo hôm trước của em ấy, dài tay. Màu vàng cao cổ đó. Ừ. Áo này đi. Áo này có khoảng 40 cái mình màu này. Áo dài tay cao cổ này. Em lại tặng nốt cho khách hàng luôn. Nhá, áo dài tay cao cổ luôn này. Quá đẹp luôn. Con này các chị nhớ không? Hôm trước em lại bán 149 đấy. Đấy là trong năm. Trong cái đợt lạnh ấy, hàng cao, giá cao. Nhưng bây giờ mua được giá rẻ thì bán rẻ cho các chị thôi, được chưa? Con này có đúng một màu vàng cho em. Có đúng một màu vàng vào cổ của nó là cổ cao. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là N54. Và áo này em cũng bán tặng khách hàng là 69.000, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là N54 hộ em là có đơn 69.000 đồng các chị ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Chỉ cho cho những tài khoản nào chia sẻ thôi các chị nhá. 69.000. Con này là 149 ấy, trong năm là 149 ấy, nhưng mà bây giờ tặng nó các chị là 69.000 nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là N54. Áo đấy là 89.000 chị ạ, mã N3. Còn chị nào lấy con này mình chốt là N54 cho em nhá. Đẹp cực kỳ luôn, 69.000 đồng. Trời ơi. Dài tay, tay bồng, được chưa? Ai lấy con này mình sẽ comment đúng mã cho em là N54 nhá. Áo khoác em mặc còn đúng một màu em đang mặc thôi, là hết rồi. Con này như 200 cái, cũng ngon nghét 150. 150 cái là 200 cái nữa chung hết rồi. Nhưng mà con áo này thì còn ít, N53 không, hết rồi ạ. N53 em hết nhá. Bây giờ chỉ còn N54 thôi, 69.000. Quá rẻ. Ờ, những tài khoản nào mà không có logo người chia sẻ thì các chị không cần comment tại vì không có đơn đâu nhá, được chưa? Tại vì áo này em chỉ nốt là dành cho những chị nào chia sẻ livestream rồi nha các chị ơi. Comment đúng mã cho em sẽ là N54. Áo em mặc là N50. Chị nào lấy áo nỉ dài tay này mình sẽ comment là N54. Áo khoác là 79.000, áo này là 69.000. Áo này chỉ có đúng một màu, áo khoác cũng chỉ đúng một màu thôi. Còn thích nữa thì mình chốt hai cái, hôm nào mình đi chơi chỗ đâu nó lạnh lạnh mình mặc rẻ. Quá rẻ luôn ấy, được chưa? Comment hộ em sẽ là N54 nhá. Và giá được các chị là 69.000, N54. Ai lấy N54 thì mình chốt là N54 cho em, được chưa? Còn áo nỉ em đang mặc là N50. Áo khoác dài nỉ, được chưa? Còn nếu chị lên xem mã này là N54. Áo nỉ dài tay, cổ cao, cổ này tầm 3 phân nhá. Và giá được các chị là 69.000, được chưa? Comment đúng mã cho em là được nhá. Kéo màu trắng em bỏ vào túi đi không bẩn. Comment đúng cú pháp hộ em sẽ là N50, là áo khoác nỉ. Em có thấy chị My Hà ở đây rồi. Có thấy chị My Hà ở đây rồi nhé. Lên. Thôi cho chị kéo vào trên giường đi, sọc đấy, A186 đấy. Lên lại kéo đầu like nhá mọi người. Áo đầu lai cho em luôn. Làm việc. Em đưa cái áo màu nâu cho em. Comment đúng mã này cho em áo nha. A186. A186 cho em là ok. Em chào chị Vô Tâm. Màu em mặc các chị sẽ chốt cho em màu này là màu xanh nhá. 115.000, màu trẻ nhờ. Mặc màu nào nó cũng trẻ các chị ơi. A186 cho em màu xanh, A186 màu đỏ này. A186 màu đỏ cho em. A186 màu cam. Được chưa? Và A186 màu nâu 115.000. Áo đằng sau anh nhé. Móc vào móc vào chị em. Áo em đang mặc 115.000 cho em nhé. Quần thái thì các chị sẽ comment cho em là Q74. Chắc cái này em để lại cả đôi em mặc mất. Có cả màu nâu này. Comment hộ em sẽ là A186 ạ. 115.000 cho em nhé.
40 cân đến 60, 65 cân nữa chị chốt đơn. Trời ơi con áo này mặc nó sướng, nó mát. Màu nó trẻ đúng không? Chị thấy mặc cái màu này nó rất là trẻ luôn mà nó cực. Nó nhỏ nhỏ nhìn cái người mình bé. Ví dụ như chị nào mà béo á, mặc cái này nó rất là gọn người luôn. Và giá được các chị là 115.000. Comment đúng mã cho em sẽ là A186 may mặc mẫu nha. Không. 115.000 đồng cho em rồi chứ ạ. Comment đúng cú pháp của em là có đơn. A186 cho em là được, 115k. Em mặc là màu xanh. Màu này các chị chốt cho em là màu đỏ này. Màu này là màu cam. Và màu này là màu nâu. Nói chung là tông nào cũng đẹp, này là hai cái các chị ạ. Dễ mặc. Dễ mặc cực kỳ luôn mà giá cực kỳ rẻ. 115k nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là A186 á, 115.000. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. 115k cho chị cái quần sóc sóc đá ở đây đi. Quần này duyên nó chụp rồi. A186 đừng có ăn bớt. 115k một chiếc cho em nhé. Đây chị cái quần sóc đá này nè, Gucci. Viết cái chữ to lên. To rồi. Đâu? Không cặp đá cơ mà. Anh hiểu rồi. Anh ơi xếp xem hộ em cái mã này là mã gì? Quần sóc này này. Sóc đá này. Nhìn mã đấy. Sóc đá cho em nhá. Ôi. Chất không thể chê một tí nào hết chị ơi. Sóc đá xịn, đẹp. Sóc đá này hôm trước em nhỡ báo giá sai rồi các chị đấy. Mà thôi. Quy 82 cho em. Sóc đá này em có từ size M. Hàng sóc Quảng Châu ấy chị nha. Và giá cho các chị luôn B6 à? Chắc không. Comment hộ em mã này sẽ là Q82 cho em. Và giá sốc nhiệt các chị ơi. Báo giá là các chị dần mình vào sau. Mà con này nó bán cho các chị cái quần này nó rẻ thế. Tại vì hôm trước em nhầm giá cho chị cái túi của nó đi. Comment đúng cú pháp hộ em quần này sẽ là Q82. Có chun nha các chị ơi. Quần vải lưng, quần lửng á, có quần lửng. Có một cái mã ống rộng quần lửng này. Các chị ơi, hàng của nó như này. Và giá cực kỳ là rẻ nhá. Các chị ơi phải bấm trước đi. Quần em có từ size M là chị nào mà dưới 51, 52. Size L là các chị dưới 54. Size XL là các chị dưới 56. Và size 2X là các chị khoảng độ 58 cân cho em. Có cặp chun co giãn nhá. Quần da thì em không. Và sock của nó là đá này. Hai bên của nó là đính đá cho em như thế này. Cái quần này em nhập đắt hơn cái quần Q67 nha em. Nhưng mà thôi em vẫn gọi là hôm trước báo nhầm giá cho các chị, vẫn bán tặng các chị quần này Q82 có từ size M. Tại vì hàng Quảng Châu nó bắt đầu từ size M nhá. 79.000 một cái quần này. Các chị ơi có mã các thứ cho em như thế này, tem này. Được chưa? 79k. Comment hộ em sẽ là Q82 và kèm size. Sóc này thì mặc mùa hè, các chị mặc cả mùa hè cũng được ấy. Mình mặc mùa đông các thứ đều ok luôn mà. Ở chạm 79.000 nhá. Khoác sau nhà em chỉ có đúng một lớp. Tại vì nó là thông hơi, chị thông hơi thì nó chỉ có đúng một lớp thôi. Ở chạm. Và comment đúng mã này cho em sẽ là Q82 đá cho em. Và giá cho các chị là 79.000. Nó còn kèm theo một cái theo logo ở đây cho các chị nữa thì quá là xinh luôn rồi. Đấy. À lấy quần này mình cứ chốt là Q82 rẻ cho ạ, 79.000 đồng cho em, chất umi nhá. Mặc nó rất là thích và nó có cặp chun co giãn luôn. Cái này có cả cặp chun co giãn cho em luôn nha các chị ơi. Comment đúng mã cho em sẽ là Q82. Áo em mặc là 115.000, mã A186. Còn chị nào lấy cái này mình chốt là Q82 cho em, cho chị cái váy kia. Cái váy baby doll màu kem á. Rẻ nhờ các chị nào. Cái đơn khách xỉ anh cũng in ra nha. Em mai nhận đấy. Comment hộ em là Q82 nhá. 79.000 cặp chun. 79.000 đấy chị ơi, các chị cứ sờ đi. Mình mua thử cái quần này mình về mình xem chất cho em đi. 79.000 có quá rẻ không? Quá rẻ luôn. Rồi lên váy này cho em nhá. Chia sẻ livestream đi. Minh ơi. Gì? V54. Còn gì nữa? Chia làm gì?
comment hộ em nhá chị ơi, váy V54 ấy chị ơi, V54. Em lại tặng các chị váy con baby doll vải tơ nhá, 99.000 đồng V54. Ai lấy V54 thì mình chốt là V54 cho em này, 99.000 đồng cho em. Từ 40 cân đến 60 cân là các chị chốt đơn cho em nhá. Comment của em sẽ là V54 ấy chị ơi, 99.000 nhá. 60 cân vẫn vừa, áo khoác sau là 99. Áo khoác sau là 89.000 chị. Comment của em là V54, giá là 99.000 đồng. Baby doll đẹp. Đẹp, rất là đẹp luôn. Được chưa? Comment hộ em là V54 nhá. Ai lấy V54 thì mình chốt là V54 cho em. Nháy một tí là mai mình bằng mẫu luôn, cái gì lo. V54. Chạy đường nói chạy đến chạy đường. Không bằng mẫu lại ăn một cái móc. Tìm đi. Thì mà các chị gì? Comment hộ em là V54, con em để nhờ thôi mà. 99.000 nha chị nhá. Quần lửng em có like rồi. Quần lửng em có like rồi nha các chị ơi. Đấy, mai mình sẽ bằng mẫu cho chị. Không. Lại được cái mẫu. Im đi. Được chưa, chị nào mà thích con này mình cứ chốt là V54 cho em nhá. Vải tơ 2 lớp 99.000. 99.000 đồng V54. Sao là tâm yêu. Này bỏ túi đi. Ngồi không gấp đi. Chị sẽ thấy cái mặt chị luôn. Lên mã gì? À, lên con này đi ông bà. Ông bà tao lấy hết. Mã này nó là mã cho em là ông bà già tao lấy hết. Đây đấy chị ơi. Màu xinh. Này, bảng màu không thể che được. Quần suông á chị. Có luôn. Cho em cái mã quần suông 206 khóa bên sườn đi, đang treo á. Ôi. Cái màu xanh ngọc này là cái màu đẹp nha các chị ơi, màu xanh ngọc là màu đẹp này. Em thấy màu này là màu đẹp nhất. Áo xanh ngọc này mình sẽ comment cho em là A93. A93 cho em nhá, màu xanh ngọc. Đẹp. A93. Bật nhỏ thôi. Màu xanh ngọc các chị này. A93. Còn tay nhà em còn nhiều mã lắm. A93 cho em. Đấy. Mỗi chị cho em xin một nút thả tim đi lấy động lực các chị ơi. Có màu xanh cho em, màu tím, màu hồng. Ba màu thế à? A93, 89.000. Ôi. Mỏng quá tây, túi zip xịn sò hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Comment hộ em sẽ là A93, 89.000 đồng cho em. Form dáng underwear, dáng giấu quần nam nữ đều ok. Hồng này, những cái này giữ lấy mà bỏ đúng mã đi. Xanh và tím cho em nhá, 89.000 đồng. Comment đúng mã cho em sẽ là A83. Chị nào à quên A93 nhá. Chị nào lấy A93 màu nào mình chốt cho em nhá. 89.000 trời ơi. Quá rẻ rồi các chị ơi, 89.000 đồng cho em. Comment hộ em sẽ là A93. Được chưa? Hình phúc đấy. Màu xanh, màu hồng và màu tím. Chị nào thích màu nào mình cứ chốt cho em màu đấy. Được chưa? Form dáng rộng, dễ mặc, dễ phối đồ và màu nó rất là tây. Toàn những cái màu đẹp nha, chất không cần lăn tăn suy nghĩ một câu gì hết, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là A93. Chị nào lấy A93 thì mình cứ lên đúng mã cho em nhá. Và giá cho các chị luôn, cực kỳ là rẻ luôn rồi. Giá rất rất là rẻ luôn. Chỉ có 89.000 thôi, được chưa? Cứ lên đúng mã cho em sẽ là A93 và kèm màu tím, xanh, hồng. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. Ok nha các chị ơi. Được chưa? 89.000 cho chị cái quần sóc kia đi. Sóc có cặp Dior mình. Quần vải à. Quần ống sớm này là mã bao nhiêu đây? Đâu? Đó, cái quần ở ngoài á. Cứ cầm cho chị hai cái. Quần sớm vải nha. Quy mấy? Để xuống. Quy 55. SMXL cho em nhé. Quần sớm vải này các chị sẽ comment cho em là Quy 55.
SMLXL có hai màu đen và kem, khóa bên hông. Quần này thì không cần suy nghĩ luôn, mặc không bao giờ bị lộ phần trước. Mặc không bao giờ bị lộ phần trước luôn đấy chị ơi. Quần này mình sẽ comment cho em là Q55 nhá, quần ống sớ, khóa bên sườn. Và giá được các chị là 115.000 một quần. Em có size S, size M, size L và size XL. Size S là dưới 49, 50. M là các chị 51 đến khoảng độ cho em là 51 cân đi. 50-51 cân gì đấy. Size L là 51 đến 52, 53 và size L là dưới 55 cân. À size XL là dưới 55 cân cho em. 115.000 nhá, Q55. Được chưa? Quần ống số này bán rất là chạy hàng luôn. Giá rất là ok luôn nha các chị ơi. 115.000 một quần cho em này. Khóa bên sườn nhá. Khóa bên sườn thì tạo các chị cái eo mình rất là bé. Nó siết chặt cái vòng eo của mình và nó yên tâm là nó không bị lộ phần trước cho em nhá. Không bị lộ phần trước, không bị cắn chỉ, không bị xù. Nói chung là các chị cứ mua, các chị cứ giặt đi. Nếu mà các cái loại quần vải nhà em á nó bị xù ấy thì các chị trả lại hàng luôn cho em, được chưa? Cho chị cái quần Zara đi. Comment đúng cú pháp cho em sẽ là Q55 các chị nhá. Quần Zara lúc nãy em mới là ấy. Quần sọc sọc ấy, hai bên sọc ấy. Legging mà hai bên sọc ấy. Giá đó các chị là 115.000 nhá. Quần sớ cho em được chưa? Có đen và có kem. Ai lấy màu nào mình lên đúng cho em sẽ là Q55 và kèm số giúp em là được. Có chi ly hẳn hoi nhá, 115.000, được chưa? Ai lấy size nào mình chốt size đấy giúp em móc cho chị này. Ai lấy size nào mình cứ lên đúng cho em là được nha. Móc đây. 115.000. Q55. Móc ra. Q55 này đẹp đấy chị ạ. Màu rất là đẹp, cái phong nó chuẩn lắm, nó không bị có bị quá là ôm, nói chung là vừa vừa, tất cả là vừa, vừa đủ hết. Được chưa? Quần gì? Có cờ lốp tốp, có cổ không chị? Cái đấy nha chị lại không. Là chị lại không lấy dòng đấy. Ừ. Đưa cho em kéo, đưa cho chưa chị kéo đá hình dây chuyền đi. Thế thì còn mấy cái chứ mày. Mấy cái ra? Ừ. Còn mấy cái rồi. Cần... Ừ, mấy cái cũng lên. Cần chọc cái rồi xuống thôi. Ờ thế thôi. Rồi lên cái này cho em với chị ơi. Quần Q70. Chị nào lấy quần này mình sẽ chốt cho em là sẽ là Q70 cho em nhá. Q70 cho em. Và giá đó các chị là 59.000 một quần. Ờ cho chị mẫu đấy. 59.000 một quần cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là Q70. Cho chị mong mỗi Q70 và kèm số điện thoại cho em 59.000. Có size S, size M và size L nha. Quần lửng vải em chưa tìm thấy đâu chị ạ, phải mai. Chưa thấy chúng nó xếp ở đâu cả. Comment đúng mã quần này cho em sẽ là Q70, 59.000. Em có thể bán cả 5 cái quần này cũng được hàng này. Nói chung nó xịn sò vô cùng. Chị nào mua lại muốn mua thêm rồi lại muốn mua tiếp. Đấy. Comment quần này cho em sẽ là Q70 nhá. 59.000 có size S, size M, size L. Size đến 60 cân vẫn được. Được chưa? Hả? Được, Q70 có mã rồi. Áo này em tìm mã chị đi. Đấy. Broden. Size S là các chị có dưới 53-54. M là dưới 55-56 và L là dưới 60. Có chun co giãn thoải mái, chất umi. Dày, đẹp, ok chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q70 nhé. Chị nào lấy Q70 thì mình cứ chốt là Q70 cho em. Có 59.000 thôi. Đáng nhẽ ra trên hệ thống là bán 89.000. Nhưng mà hôm đấy lỡ là khai xuân nên em bán có 59.000, đâm ra là nó bị hụt đấy. Nên là chị nào lấy thì mình sẽ lên đúng mã cho em sẽ là Q70 cho em nhé. 59.000. Rẻ nhờ. Rẻ như biếng như thế này thì chết đó chị ơi. 59.000 thì nó minh nhận chị dường nhé. 59.000 nhé. Q70. Chị nào lấy Q70 thì mình lấy lên cho mã đúng cho em là Q70 nhé. Cái này như có cả màu tím hay sao ấy chứ. Hai màu à? Tầm mỗi màu được 30 cái sao?
áo kiểu à. Thích áo kiểu thì lại lên áo kiểu. Nhắc cái tay ra để chụp lại anh. Ừ? Nhắc cái tay ra để chụp cái mẫu. Chụp ở thật gì với mặt. Rồi lên mã phông này cho em là A200. A200 các chị nhá, tặng cho các chị nốt. Cái này là chốt màu gì được? Màu này màu hồng rồi. A200 màu hồng. A200 màu nâu. Và bán tặng các chị áo này luôn là 69.000 nha. Tặng các chị luôn 69.000 đồng cho em. Comment đúng mã cho em sẽ là A200. Và em tặng cho các chị là 69.000 duy nhất mã này, cuối buổi rồi, đây là tri ân nhá, 69.000. Comment đúng cú pháp của em sẽ là A200 và kèm số giúp em 69K. Còn áo này chị nào mà nhanh tay được. Còn nếu mà không thì cũng không còn nhiều. Hàng của nó là AM nhá. 69.000 đồng em sẽ có màu hồng và em sẽ có màu nâu. A200, 69.000. Chị nào thích màu nào mình cứ lên đúng màu cho em là ok nhá. Áo phao ấy. Em không. Comment đúng mã cho em sẽ là A200. Giá cho các chị luôn là 69.000. Trời ơi. Màu cho em là màu nâu và màu hồng. Nói chung là màu nào nó cũng đẹp. Và màu nào mặc lên rất là tôn da và sáng da. 69.000 nhá. Comment đúng cú pháp của em sẽ là A200. Tình yêu nào mà mình lấy A200 thì mình sẽ lên đúng cho em sẽ là A200 cho em. 69.000 đồng nhá. Thấy gì mình. Cái máy giặt em mở à, cái máy xếp tóc em mở lên trên kìa. Máy xếp mở lên túi nha. Khăn mở vào con. Áo này là 389.000 đồng. Là bán tặng anh chị đi. 69.000 đồng cho em nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là A200. Ai lấy A200 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Nói chung là màu nào đẹp. Mũ còn hai màu hai cái. Bán luôn đi. Khăn nó bởi máy giặt nha. Mũ còn có hai cái thôi để chị đội. Hay bị mất mũ lắm. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy. Nói chung là màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Cái này mình mua về mình mặc cặp đấy các chị. Mặc đôi cũng được, mặc đôi cả gia đình. Đấy, người yêu, cả nhà. Có chị mua nhà em cả nhà. Mua áo Adidas nhà em cả nhà. Mua chị bảo bố chồng, mẹ chồng thì cũng mặc. Chồng chị cũng mặc, đến chị cũng mặc luôn. Con trai chị cũng mặc luôn, cả nhà mặc áo đắt nhà em luôn ấy. Đây là cái mẫu này nó rất là đơn giản. Đơn giản, càng đơn giản mặc đôi nó càng đẹp các chị ạ. Và các anh mặc đều rất là phù hợp luôn. 69.000 đồng cho em nhá. Đấy, comment của em sẽ là A200. Màu rất là tây rồi. Chị nào lấy A200 thì mình lên đúng màu cho em nha. Có nâu và có hồng. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy được chứ ạ. 40 cân hay khoảng độ 65 cân là ok. Tình yêu nào mình lấy A200 thì mình chốt cho em nha. Nên là tốt nhất là mình nên lấy cả hai màu đi. Dễ mà. Giá rất là rẻ rồi. Hôm nay em sale với chị rất là rẻ. 69.000. Sale có 69.000 đồng thôi. Nên là các chị ơi tranh thủ mua đi. Nên mua. Các chị mua đi nhé. Được chứ ạ. 69.000 đồng cho em. Đấy. Comment đúng cú pháp của em là có đơn. Xỉ mình có 1 triệu nhà trên like chị nhá. 30 cái là đổi tính ra xỉ. Tại vì cái Zalo đấy em chỉ đăng mẫu để các chị tham khảo. Còn nếu mà các chị lấy gì mình inbox riêng. Tránh trường hợp là mình nhắn vào đấy làm phiền người khác. Được chưa? Comment đúng cú pháp cho em sẽ là A200. Giá ra các chị luôn là 69.000 nhá. Quá rẻ rồi. Quá rẻ, quá rẻ. Lên đúng mã cho em sẽ là A200 hộ em. Và giá là 69.000. 69k nhá. Chơi lên rồi chị ạ. Treo lên lên đấy. Treo đâu thì treo. Nếu mai xuống nhận đơn nhá, 500 đơn đấy. 500 đơn nó bằng giống đồng cổ mà nhỉ. Nhá. Mình có thể inbox Zalo ạ. Mình lấy xỉ inbox Zalo giúp em nhá. Trang bếp bên em chưa check kịp được bạn. Mình có thể inbox vào Zalo cho em nha mọi người. A200 dùm em. Áo công sở bánh bèo. Áo công sở lại còn bánh bèo. Mai lên một loạt áo kiểu cho các chị nha. À lên áo này Minh ơi. Còn cái mẫu áo này của chị cho. Đây. Có cái mẫu này chưa? Có rồi, nhiều mấy cái. Ờ đem vào đây chị. Chị đưa em là rồi à? Em vào đây. K55. Đúng không? Có một màu thôi. Đúng rồi, cái này có đúng một màu mà. Này đúng một màu. Một màu bán chạy hàng nhất. Quần công sở nhà em tất cả các mã em like đều còn. Mã nào cũng đang còn hết nha chị.
Này cái này móc lên cho chị nhá. Rồi. Lên áo này các chị ơi. Trời ơi. K55. Áo kiểu K55. Chị nào lấy K55 thì mình chốt là K55 dream nào. Nhanh tay nào. Giá rất là rẻ nào. 149.000 nhá, K55. Cái này thời tiết như thế này các chị mặc con này là mắc phê đấy, chuẩn luôn đấy. Áo chống nắng là 89.000 chị ạ. Áo sơ mi em đang mặc á. Đây, sơ mi em đang. Sơ mi em đang mã là M15. À không. Em không nhớ lắm. Em không nhớ lắm. Trời ơi, 149.000 cho em nhá. K55. Ai lấy K55 thì mình chốt là K55 cho em là được. 149.000, 149k. K55. 149 á. Cái này các chị mặc với chân váy thì quá là xinh, sơ viên này. Đấy, cực kỳ là xinh, 149.000. Hàng loại 2 mỏng, cực mỏng luôn. Mặc sẽ thấy áo ở bên trong nhưng nhà em không thấy áo ở bên trong luôn nhá. Được chưa? Rất là xinh, mặc dù em đang mặc một cái bờ ra màu đen đen ở trong mà nó vẫn không bị lộ luôn. 149.000 nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là K55. Chị nào lấy K55 thì mình chốt là K55 cho em. 149 cho chị cái áo ngực đi. Đủ màu nhá. K55. Chị yêu nào lấy K55 thì mình chốt cho em nhá. Duy nhất một màu kem. Màu kem bán chạy hàng nhất. Chỗ gần quần chip ấy. Áo đăng đấy là 99.000 chị. Còn mã đấy thì em không nhớ lắm. Mã đấy thì em không nhớ rõ nó là mã gì. Lên áo ngực cho các chị nha. Áo chống nắng thì các chị cứ comment cho em là N3. Chị nào lấy áo chống nắng thì mình chốt là N3 cho em. Được chưa? Áo chống nắng là N3 các chị nha. Ừ. Không có nâu à? Màu đen em thấy được mấy cái. Có nâu mà. Không có. Chỗ cái quần chip á. Còn một bịch nữa. Lên áo ngực cho em nhé mọi người ơi. Áo ngực là liễu. Áo ngực này các chị sẽ lên cho em. Mã này là N1. Áo ngực là liễu nhé. Và giá cho các chị luôn là 69.000 một chiếc. Áo ngực này em sẽ có 34, 36, 38. Chỉ lấy một cái ở đây không? Áo ngực này mình sẽ lên cho em. Mã này là N1 cho em nhé. N1. Và giá cho các chị là 69.000. Áo váy thì ngày mai em mới lên. Chị nào lấy N1 thì mình lên đúng cú pháp của em sẽ là N1 này. Giá cho các chị là 69.000 một chiếc áo ngực cho em nhá. Chất cao su bên trong có bàn tay nâng đỡ như thế này. Chất cực kỳ là đẹp luôn. 69.000 đồng. Chị nào lấy áo ngực mình sẽ comment cho em mã này là N1 cho em nhá. 69k có 34, 36, 38. Được chưa? Chị nào lấy size nào mình cứ lên đúng mã cho em sẽ là N1 và kèm size giúp em nhá. Giá cho các chị luôn là 69.000. Size số đầy đủ xịn sò luôn. Ai lấy size nào mình chốt size đấy giùm em. Chắc cái size này thì không cần tư vấn đúng không? Các chị mặc áo ngực ở nhà như thế nào thì mình cứ chốt size như thế đấy cho em. Và giá chỉ có 69.000 thôi. Trời ơi, quá rẻ. 69.000 đồng cho em nhá. 34, 36 và 38. Cả nhà em đứa nào mặc cái này, em cũng thế, mặc 3-4 tháng nó vẫn mới, nó vẫn đẹp và mặc nó sướng. Mặc nó rất là thích luôn, nó cực kỳ là dễ chịu luôn ấy. Chị nào lấy áo ngực mình sẽ comment cho em sẽ là N1 cho em nhá. Và kèm size, kèm màu luôn. Có đen, có nâu và có kem. Ai lấy size nào mình chốt size đấy dùm em. Là ok nha các chị ơi. Mã số chưa là N1 nha. 69.000. 69.000 đồng. Ai lấy N1 thì mình chốt là N1 cho em nha. Còn một chữ B. Một chữ B á. Đây. Lên quần chip này luôn cho em đi. C7. Quần chip này nó sẽ khác với quần chip kia nhá mọi người ơi. C7. Chị nào lấy C7 mình sẽ chốt cho em là C7 nha. Rồi. C7 cho em nha các chị ơi. Quần chip này đắt hơn. Quần chip này là 85.000 năm quần được chưa? Chị nào lấy quần này mình sẽ lên đúng cú pháp cho em sẽ là C7. Quần chip Muji và một hộp của nó sẽ là 5 quần nhá. Ai lấy quần này mình cứ chốt cho em mã này là C7 cho em. Và giá cho các chị luôn là 85.000. 85.000 năm okay. Quần cho em nhé. Comment đúng mã cho em là C7. Là ok. Đúng C7 không nhỉ? Anh gõ cho em.
Hôm nay lên với xe mấy rồi mình nhờ? Thôi cái này mình cứ chốt cho là xe 10 cho chắc ăn. Xe 6. Xe 6 á? Cái này mình cứ chốt cho em là C12 đi, cho chắc ăn đi. À C12 là chốt cho em là C30 đi, C30 nhé. C30 nha các chị. C7 là đúng. C30 đi. Comment hộ em sẽ là C30 cho em. C30 cho em. Ai là chị? Ai là chị mà? C30 cho em nhá. 85.000 cho em. Áo em mặc sẽ là K55. Còn quần này nó sẽ có những cái đốm đốm sọc sọc như thế này các chị này. Đấy. Mặc nó cực kỳ là thích luôn, được chưa? Quần chip này mình cứ lên đúng mã cho em sẽ là C30 và kèm số cho em nhé, 85.000 năm quần, được chưa? Áo em mặc K55, chị nào léo em mặc comment là K55. Bây giờ các chị thích lên cái gì để em lên nào? Áo chống nắng 89 ạ. Lên nhiều phong quá rồi. Ôi mẫu gì em ra kia quần a nó quần một mẫu sơ mi à chị, họ lấy cho chị con sơ mi này Minh ơi, con sơ mi kiểu này này, có lên cái này không mai mặc đồ này không? Áo chống nắng có 4 màu cả màu xanh dương nữa. Áo chống nắng em có 4 màu nhá. Đây em ơi, lên cái mẫu ở ngoài đây là được này. Cái mẫu mà hôm xuống là còn Minh mẫu ơi. Lên cái này. Đây lên cái áo lên cái này khác này, màu xanh này. Đây ăn. Ờ. Nhưng mà ăn còn cái màu kìa. Cho chị đổ màu đi, trên kệ đang còn đổ màu đấy. Đánh một cái này. Móc ơi chị luôn cả cái áo chống nắng màu xanh dương nhá. Trên kệ đang còn đổ màu kéo này em ơi. M18 cho em đi, áo này. Giá quá rẻ. Xịn. Em lên cho kỳ lắm rồi. Chưa. Chị bảo lấy 100 sản phẩm rồi đấy. Hơn á. Khi nào em lên. Ánh Nguyệt. Thôi để em lên đi, tí nữa em lên là mai nhặt hàng luôn. Lên tí em ấy. Quan trọng là nhạt thôi, móc móc ra một lần. Xương xương trăm cái à. Đẹp quá hả chị. Áo kiểu này mình sẽ comment cho em là M18 nhé. Bây giờ một là các chị có thể inbox vào Kabul câu này. Số đuôi số điện thoại là 764. Không thì các chị cứ inbox vào số 208 của em nhé. 0982 692 208 ạ. Đi mình, vào đi. Đi. Comment đúng mã này cho em sẽ là 18. Mình một giờ bán hàng cho em. 16 bẻ gãy sừng trâu cứ làm đi. 16 tuổi mà năm mấy cân cũng không làm. Anh cho em cái này trong túi. Cái này trong túi đi. Cái này nhìn mình nighter quá các chị nhỉ. 109.000 cho em nhé, hàng đẹp. Comment hộ em sẽ là M18. 55-56 con nhé, chị cho đơn cho em ạ. M18 109.000 quá. Bao giá cho khách hàng luôn ấy. Zin con này em phải bao giá toàn quốc. Bao giá trên mọi mặt trận. Chỗ nào mà bán rẻ hơn thì đền cho các chị thêm cái nữa. Được chưa? Mà cái mẫu này ở trên, nói chung ở đếm trên đầu ngón tay thôi, cái mã này này. Nếu mà chuẩn hàng như thế này, dây tơ, dây các thứ từ cái viền áo mà nó đẹp như thế này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái này nhiều, có một số chị ấy, 1 đến 2 chị là thắc mắc cho em. Em ơi, khi chị nhận được hàng là nó có sai. Mà trong khi em bảo là không có sai, em bảo nó đo, em đo rồi. Nó xem nhau nên là em sẽ là không chốt sai. Tại vì chốt sai thì sẽ không đủ hàng để cho mọi người chốt. Nên là nó cũng không xem nhau là bao nhiêu ấy. Cũng không lệch nhau là bao nhiêu, nó cũng xem nhau à. Nó chỉ cách nhau tầm 1 phân gì đấy đến 1 phân rưỡi. Được chưa? 43 cân chị xác định sẽ mặc rộng. Cũng không rộng lắm, kiểu thì mình thoải mái. Mình mặc rộng, mình serving kiểu mặc theo phong cách của rộng. 109.000 cho em nhé.
có xanh, có hồng và có nâu. Comment đúng cú pháp của em sẽ là M18. 109.000. Được chưa? Comment đúng cú pháp cho em là có đơn. Được chưa các chị ơi? Màu hồng thì không bán được. Được chưa? Màu hồng thì có mấy ít thôi. Màu hồng còn 10 cái. Comment đúng cú pháp của em sẽ là M18 cho em. 109.000 nhá. Được chưa? 109.000. Con này không đẹp thì các chị lấy con nào? Đơn giản, dài tay, có màu, có sọc. Sọc này thì không bao giờ lỗi rồi. Không bao giờ gọi là hết hot rồi, đúng không ạ? 109.000 cho em, thứ nhất là rẻ. Thứ nhất là rẻ, thứ hai form đẹp, chất đẹp. Quan trọng là cái chất của nó thì không thể chê được. Cái chất lúc nào đến nữa nhà em thì các chị không cần suy nghĩ lăn tăn về chất đâu. Lúc nào cũng là chất đẹp rồi, đúng không ạ? 109.000 đồng thôi. Comment hộ em sẽ là M18. Ai lấy M18 thì mình lên đúng cú pháp cho em là có đơn nhé. 109.000, đúng không ạ? Cứ lên đúng cú pháp cho em là M18 cho em và kèm màu. Nói chung là màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh, chị thích màu nào mình chốt thôi. Sơ vi với quần nào cũng đẹp, chân váy cũng đẹp, quần sóc cũng đẹp, quần da cũng đẹp, quần gì cũng đẹp. Đơn giản, nhẹ nhàng, dễ vặn. Được chưa? Lên đúng mã cho em sẽ là M18. 109.000. Cho chị cái quần kia. Không, quần sóc ấy. Sóc có chữ Dior. Đây. Ừ. Để dưới đất thì chỉ. À, ha. Em ơi, mã này là gì á? Ừ. Ôi, Q67 không? Đúng rồi. Rồi, lên quần sóc nốt cho em mã này nha các chị ơi. Q67. Chị nào lấy quần này mình sẽ lên đúng cú pháp cho em sẽ là Q67 cho em nhá. Q67, quần này bán tặng luôn 89.000 đồng cho em, chất Umi nhá. Có size size M đến size 2X. Quần này các chị sẽ comment đúng mã cho em sẽ là Q67 và giá cho các chị là 89.000. M đến 2XL nhá. M là dưới 53. 52. M dưới 52. L dưới 54, XL dưới 56 và 2X là các chị khoảng độ dân 58 cân cho em, được chưa? Hàng của nó túi xịn như này cho em. Comment đúng mã cho em là Q67 và giá cho các chị là 89.000 nhá. Q67. Ai lấy Q67 thì mình lên đúng cú pháp cho em là được. Sở về đi em. Hay không được về. Q67. Mắt xịn sò cho em, size chuẩn như thế này cho các chị này. Được chưa? Ở ngoài size như thế nào? Ở ngoài size như thế nào thì mình cứ giống như ở ngoài. Đến ở trong cho em đều size như thế cho em. 89.000 đồng cho em, chất Umi nhá. Mặc nó rất là sướng. Comment đúng mã cho em sẽ là Q67. Chị nào lấy Q67 thì mình lên đúng cú pháp cho em sẽ là Q67 cho em và giá cho các chị là 100. À đâu, có 89.000 đồng thôi, được chưa? Bắt đầu từ size M nha các chị ơi, đi từ từ thôi. M, L, XL và 2XL cho em, được chưa? Chị yêu nào mà lấy quần này mình lên đúng mã cho em sẽ là Q67 nhá. 89.000 cặp đá này. Đá sáng luôn, đá sáng như pha lê ấy. Được chưa? Ai lấy quần này mình cứ lên đúng cú pháp cho em hộ em sẽ là Q67 nhá. Và giá cho các chị là 89.000, được chưa? Ai lấy thì cứ lên đúng mã cho em là có đơn nhá, 89.000. Rồi em nghỉ nhá mọi người ơi. Bye bye các chị nha. M18 em có màu với chị này, có màu nâu. Màu nâu, màu hồng và màu xanh, ba màu cho em nhá. Nâu, xanh, hồng. Ai thích màu nào, chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. 48 cân có mặc 48 cân mặc đẹp ấy. Quần ấy 65 cân vẫn vừa mà co giãn. Áo caro. Áo caro mã nào chị? Nhà em có mấy mã caro ấy, không em không biết là chị hỏi mã nào. Ê các chị nha. Em đang mặc là màu xanh. Em đang mặc là màu xanh các chị nhá. Màu em mặc là sẽ là màu xanh. Rồi bye bye mọi người nha. Các chị chúc ở nhà ngủ ngon nhé.